Lời đầu tiên cho Phương xin phép gửi lời chào đến tất cả các anh chị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Lớp thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui khóa K17. Hôm nay là buổi đầu tiên trong lộ trình nâng tầm nhận thức về sức khỏe. Rất là biết ơn thầy, biết ơn ban tổ chức đã cho Phương có cơ hội được làm MC giao lưu đầu giờ cùng với các anh chị trong lộ trình thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui. Dạ, Dạ, Phương em chào chào chị và chào cả nhà. chị Tường Vân. Dạ, Phương chào cả nhà. Ô thầy đẹp trai nha. Cả nhà mình đã ăn trưa chưa cả Dạ, nhà? chào Dạ. Dạ, em chào thầy Phương, em chào các thầy cô và chào các anh chị. Hello chị Thiến Hoa. Dạ, em biết thầy Phương đẹp trai. Biết ơn chị. Lâu quá hôm nay mới được gặp Dạ. lại chị Hoa. Dạ Dạ. em chào thầy, chào cả nhà. Dạ. Định tâm đi hết phần đời còn lại rồi thầy. Gần nhau trong tim. Chị Hoa đang ở quận 2 hả? Dạ em hôm nay ở quận 8, nhà ở quận 8 hay có việc qua quận 2 với Thủ Đức. Dạ. Biết ơn chị Hoa. Dạ, em biết anh Chào thầy và cả nhà. Dạ. Các anh chị đã ăn trưa hết chưa các anh chị? Dạ chưa. Chào. Phương cũng mới xong lớp thay găng đổi cốt. Vừa kết thúc là Phương qua đây. Lộ trình học tập của mình thì có 15 buổi hay cả nhà. Năm Thời buổi. gian của mình đó là từ 1:30 và các anh chị sẽ học đến 4 giờ. 4 giờ. Cho Phương xin phép xem lại nha. Phương nhớ là 4 giờ hay 4 rưỡi để Phương xem Bốn lại. rưỡi này, bữa trước thấy thầy nói bốn rưỡi. 4 rưỡi ha. Tại cứ nhớ nhớ nhầm nhầm. Đến 4 giờ rưỡi. Thì hôm nay là buổi đầu tiên trong lộ trình nâng tầm nhận thức về sức khỏe. Ngày hôm nay được đồng hành cùng với các anh chị trong lộ trình này và thấy các anh chị học tập Phương rất là hạnh phúc. Tại vì trước đó mấy năm thì chính bản thân Phương cũng được học các lớp về sức khỏe, quan niệm về sức khỏe, rồi các lớp về chăm sóc sức khỏe chủ động, rồi các lớp về dinh dưỡng học từ thầy, mà từ đó Phương có kiến thức trong sức khỏe để chăm sóc cho chính mình cũng như chăm sóc cho những người thân yêu, và cũng nhờ thông qua trong lộ trình học tập cũng như sự chuyển giao của thầy thì Phương lại có cơ hội đền đáp tiếp nối thông qua những lớp thay găng đổi cốt nè, hoặc là những lần mà anh chị đến Tâm Y Dung chăm sóc sức khỏe, hay là những lần giao tiếp với các anh chị thì Phương cũng có cơ hội để lan tỏa tri thức về sức khỏe, để từ đó các anh chị có thể làm chủ được sức khỏe của mình. Hiện tại thì Phương cũng đang làm việc bên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chủ yếu là cơ xương khớp. Hiện tại đang công tác tại Tâm Y Dung. Thì hành trình học tập của Phương đến thời điểm này là cũng khoảng hơn hơn 4 năm, mới hơn 4 năm. Và Phương làm bên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì cũng mới 4 năm. Thì từ khi gặp thầy thì Phương bén duyên với bên lĩnh vực sức khỏe, chứ hồi trước thì mình cũng không biết. Nhưng mà từ khi học tập, cái có sự chuyển hóa về sức khỏe, thay đổi hàng ngày, thay đổi cái lối sống ở cả nhà, thay đổi cái thói quen, cái lối sống để hướng đến sự khỏe và đẹp, thì khóa thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui là một lộ trình
cho chúng ta nâng tầm nhận thức lên về sức khỏe. Đợt này các anh chị là học được chuyên sâu luôn á, chứ Phương hồi trước Phương học là không có được trọn vẹn như thế này. Thông qua lớp học, các anh chị sẽ được đó là nắm được nguyên lý vận hành của Đông y sao, Tây y sao, rồi dinh dưỡng sao, rồi dân gian thế nào, để từ đó các anh chị kết hợp bốn hệ quy chiếu này để mình làm chủ được sức khỏe. Phương rất là thích câu nói của thầy nói, đó là khi mình mở rộng thêm một cái hệ quy chiếu hay mở rộng thêm cái hiểu biết cả nhà thì mình có thêm một cái cơ hội nữa để khỏe. Khi mình mở rộng thêm một góc nhìn, một hiểu biết trong lĩnh vực sức khỏe thì mình có thêm một cái cơ hội nữa để khỏe. Các anh chị có đồng ý với câu nói của Phương chỗ này không cả nhà? Tại vì đâu đó các anh chị bị một cái bất ổn sức khỏe gì đó, nhưng mà có thể mình điều trị hoài không hết, nhưng mà các anh chị lại chuyển hướng qua một cái hệ quy chiếu khác. Ví dụ như các anh chị chuyển dịch qua Đông y, cái mình lại có cơ hội khỏe hơn. Ví dụ như trước tới giờ các anh chị chăm sóc theo góc nhìn của dân gian nhưng mà vẫn chưa khỏe, nhưng mà chúng ta mở rộng thêm một góc nhìn, có thể là Đông y hay là dinh dưỡng hay là Tây y, thì ngay lúc đó nó có thêm cái cơ hội để cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Nên lộ trình này sẽ hỗ trợ cho các anh chị mở rộng thêm góc nhìn, phát triển các khái niệm nguồn có lợi trong sức khỏe, và từ đó các anh chị ứng dụng vào trong cuộc sống của mình để làm chủ được sức khỏe. Còn những trường hợp nào đặc biệt thì mình có thể nhờ chuyên gia, bác sĩ hay những người bên chuyên môn, người ta cố vấn thêm cho mình, người ta cố vấn thêm để các anh chị hiểu biết thêm, để từ đó các anh chị ứng dụng vào để làm chủ. Dạ, biết ơn chị Hằng Mai. Dạ, cho Phương xin được giao lưu với các anh chị ha. Đó là các anh chị ở đây có ai là lần đầu tiên mà hôm nay mình học lớp thấu hiểu sức khỏe không cả nhà? Có chị Nguyễn Thị Thu Hiền hả? Phương có thể được giao lưu với chị Hiền hay chị Hiền? Đó là thông qua đâu mà chị biết đến lớp thấu hiểu sức khỏe? Rồi chị mong muốn học tập lớp sức khỏe này như thế nào? Dạ Mong em muốn điều gì xin ở chào sức khỏe của mình? dạ em xin chào thầy Phương, thanh toàn cả nhà. Dạ. Đầu tiên mà em biết đến tổ chức quýt là về khóa thấu hiểu nội tâm ạ. Thì sau khi mà tham gia vào cái group trong Telegram của quýt thì em có biết được các khóa học về thấu hiểu tài chính, thấu hiểu sức khỏe. Thì em có bạn em đang học mentor 5 ạ, thì bạn có học về sức khỏe rồi, và bản thân em thì nghe bạn chia sẻ thì em cũng thích ạ. Em cũng mong muốn là có một cái kiến thức về sức khỏe để mình có thể chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cho người thân. Tại vì bây giờ thì bệnh tật rất là nhiều ạ, thì em cũng muốn làm sao mà để cân bằng được cái dinh dưỡng, để mà có thể mang lại một sức khỏe tốt nhất cho mình. Thì em cũng có tham gia cái lớp học mà thay gân đổi cốt mà thầy dạy lúc trưa ạ, mới kết thúc ạ. Thì em chuyển qua cái Dung này thì cũng thông qua cái khóa học thay gân đổi cốt của thầy mà em biết đến khóa học thấu hiểu sức khỏe. Thì em cũng có lên mạng á, em xem YouTube trước các thầy,
Tuy nhiên thì em thấy nó chưa có đã nên là em rất là mong muốn là được học trực tiếp với các thầy để được các thầy chia sẻ cho nó cái nguồn năng lượng nó mạnh mẽ hơn khi mà mình học trực tiếp ạ. À, may quá em mới ước mong cách đây mấy ngày thôi và bây giờ đã có lớp thấu hiểu sức khỏe mới mở ra rồi nên em rất là hạnh phúc ạ. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Biết ơn chị Thu Hiền. Các anh chị học lớp thấu hiểu sức khỏe, từ đó mình có các khái niệm nguồn trong sức khỏe. Nếu mà các anh chị muốn có thêm năng lực trong chăm sóc sức khỏe ha, chuyên môn á, thì các anh chị có thể học lớp khỏe gân cơ mạnh xương khớp. Lớp này là lớp offline, học tập tại trung tâm của Tâm Mỹ Dung. Thì thông qua lớp học này, các anh chị có thêm cái năng lực để chăm sóc sức khỏe cho người thân yêu của mình. Ví dụ như bây giờ con của mình đi, nó bị đau bụng, rồi nhiều khi ăn uống không hấp thu, hệ tiêu hóa kém, vậy thì bây giờ mình làm cái gì thêm để cho con mình khỏe nữa đây? Thông qua việc hàng ngày, các anh chị có thể hỗ trợ thuốc hay là hỗ trợ dinh dưỡng. Nhưng nếu như các anh chị học lớp khỏe gân cơ mạnh xương khớp, thì các anh chị lại có thêm một cái năng lực chăm sóc cho con của mình, đó là các bài massage bụng. Massage bụng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của bé nè, nhuận trường. Nhiều khi bé nó bị bón, cái mình không biết làm cái gì, thì có thể làm bài massage bụng. Đó, các anh chị có thêm cái năng lực này để chăm sóc cho người thân yêu của mình. Ví dụ như suy giãn tĩnh mạch đi, các anh chị biết cách chăm sóc hỗ trợ cho suy giãn tĩnh mạch. Cái ví dụ như người thân yêu của mình bị đau mỏi cổ vai gáy đi, thay vì hồi trước là phải dán salon bath hay là đi chăm sóc đến nơi trung tâm để chăm sóc, hay là phải dùng thuốc để uống để giảm đau, thì các anh chị ngay lúc đó các anh chị có thể chăm sóc cho người thân yêu của mình thông qua những cái động tác nó đơn giản rồi, thì từ đó gắn kết tình thân hơn và giá trị cá nhân của mình nó được nâng cao trong mắt của đối phương, có thể là của chồng, của vợ, hay của ba, của mẹ, hay là của bạn bè, thông qua quá trình các anh chị hỗ trợ sức khỏe cho họ. Phương xin mời chị Huyền Phạm ha. À, em chào thầy Phương, chào cả nhà, rất là biết ơn thầy đã cho em có cơ hội được chia sẻ. Em tên là Huyền, em hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh và em cũng đang làm trong cái lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe. Thì đối với em thì sức khỏe là điều rất là quan trọng nhất, bởi vì nếu như mình có nhà cửa, có xe hơi, có tất cả mọi thứ về vật chất nhưng mà mình không có sức khỏe thì nó cũng là vô nghĩa. Cho nên là em rất là ý thức về việc mà chăm sóc sức khỏe cũng như là mong muốn mình có học tham gia các khóa học thấu hiểu sức khỏe thì mình có được những cái quan niệm chuẩn về sức khỏe, mình biết được cách chăm sóc sức khỏe chủ động cũng như là giúp cho mình, giúp cho người thân yêu và giúp cho tất cả mọi người ngày càng khỏe mạnh hơn, hướng tới khỏe và đẹp. Và rất là biết ơn thầy Phương cũng như là tất cả các anh chị đã có mặt trong cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, em xin biết ơn ạ. Dạ, biết ơn chị Huyền Phạm. Ở Hà Nội thì có học được không hả? Chị Tuyết Đoàn hỏi là dạ được, thì các anh chị có thể bay vào Hồ Chí Minh. Còn không thì các anh chị có thể học chuyên môn sâu hơn, đó là thông qua lộ trình chuyển giao của Tâm Y Dung, đó là đào tạo cho chuyên viên Tâm Y Dung, thì các anh chị sẽ có năng lực về bên sức khỏe và sắc đẹp luôn. Thì hiện tại lộ trình này đang diễn ra, thì có khóa kế tiếp, cái mình hỏi nhân mạch của mình đó, hay đợi thông tin hay có thông tin từ ban tổ chức, các anh chị có thể học lộ trình học tập chuyển giao chuyên viên Tâm Y Dung, rồi master của Tâm Y Dung. Master Tâm Y Dung thì các anh chị có thể bước ra mở một trung tâm Tâm Y Dung, và các anh chị thấu suốt được sức khỏe, sắc đẹp, mọi cái luôn, cách vận hành luôn.
Điều kiện học Master Tâm Lý Dung thì các anh chị là Mentor Week. Còn nếu như học chuyên viên Tâm Lý Dung thì không cần điều kiện Mentor, chỉ cần chúng ta phỏng vấn đậu là mình được vô vô học. Thì lộ trình học là vừa đào tạo về cho mình về nội tâm nữa, rồi chuyên môn chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Các anh chị sẽ có chứng chỉ, được được cấp chứng chỉ là ra các anh chị có thể hành nghề được luôn á. Thì lộ trình học của chuyên viên Tâm Lý Dung thì mình vừa có học online. Sau lộ trình online thì mình sẽ học offline. Đúng rồi. Offline thì Xin phép thầy dạ lát thầy Vũ vô với thầy Phương chuyển hot lại giúp tránh thầy. dạ dạ Dạ. thì khi học offline, nội trú offline 100 ngày, các anh chị sẽ được cầm tay chỉ việc, chuyển giao cho cách chăm sóc sức khỏe. Và bên cạnh đó các anh chị được tập luyện những cái buổi tập luyện về thể chất nữa, để kiến tạo cái sức khỏe người sắt, thân hình người mẫu trong lộ trình học offline đó. Rồi, Phương xin mời chị Tường Vân ha. Dạ, em rất là biết ơn thầy đã gọi tên em, biết ơn thầy đã cho phép em được lên chia sẻ ạ. Khi mà em biết ơn nhân mạch của em là chị Bích Phương đã chia sẻ khóa học về nội tâm của quýt mình cho em, để em có cơ hội được học tập và đồng hành với quýt của mình đến ngày hôm nay. Và bản thân em trước kia là em có làm bên chăm sóc sức khỏe bên đông y á thầy, cho nên là em rất với lại bản thân của em rất là thích chăm sóc sức khỏe cho người khác. Em có học về cũng có massage về và chăm sóc sức khỏe về bên đông y về massage rồi gội đầu dưỡng sinh. Cho nên là khi mà những cái khóa trước em có giao lưu thì thầy Hiếu cũng có giới thiệu với em về Tâm Y Dung á thầy, và thầy cũng nói là có thể học học thêm về kiến thức để mình có thể là mở ra một cái trung tâm để có thể là chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho mọi người. Và em cũng rất là khi mà có thấu hiểu sức khỏe thì em cũng mong muốn để mình có kiến thức nhiều hơn. Khi mà mình có kiến thức rồi mình có thể là vừa chia sẻ cho mọi người và giúp mọi người có được sức khỏe tốt hơn. Lúc trước em làm ở Sài Gòn, khi mà em làm bên chăm sóc sức khỏe về đông y về dưỡng sinh đó thầy, thì khi mà em làm thì em thấy là mọi người gặp vấn đề về vai cổ gáy, về rối loạn tiền đình, khó mất ngủ rất là nhiều, cho nên là em mới đặt một cái nghi vấn là khi mà mình làm như vậy, mình chỉ chăm sóc ở bên ngoài thôi thì không có triệt để, tại vì người ta nói là tâm bệnh thì dẫn đến là thân bệnh, cho nên là có cách nào để cho mọi người có thể là có nội tâm của mình an vui và suy nghĩ thoáng hơn, vui vẻ hơn, thì lúc nào em cũng khao khát và để cho mình có biết có thể là chia sẻ cho mọi người về nội tâm á thầy. Thì chắc là do cái mong muốn của mình như vậy cho nên là em được chia sẻ đến với lớp học là nội tâm. Khi mà em học nội tâm là em cảm giác là vỡ òa, vì là khi mà mình áp dụng được cái kiến thức nội tâm chia sẻ cho mọi người khi đến với chăm sóc sức khỏe nữa thì nó rất là tuyệt vời. Khi mà nội tâm của mình an vui rồi, mình bao an vui, khi mà an vui rồi thì cơ thể của mình sẽ được khỏe mạnh nhiều hơn á thầy. Cho nên là em rất là hạnh phúc khi mà mình biết đến quýt để mình vừa học nội tâm vừa có thêm kiến thức về sức khỏe, để sau này mình có mở ra một cái trung tâm để mình làm việc thì mình có thể chăm sóc mọi người và có thể chia sẻ kiến thức nội tâm
và hướng mọi người đến học cú quýt để con nội tâm của mọi người có thể an vui hơn, và mọi người mỗi mỗi người đến là mỗi người khỏe và an vui hơn cái thầy. Dạ, biết ơn chị Tường Vân. Học mentor đi chị. Học mentor Dạ. để trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Rồi cái học master tâm y dung để có thể mở một cái trung tâm tâm y dung tại địa phương của mình. Rồi từ đó chị vừa chăm sóc cho người ta về thăng trí tâm nhang luôn. Tại vì tâm y dung là một trung tâm, là một giải pháp để ứng dụng y học và tâm thức để hỗ trợ cho con người về thăng trí tâm nhang. Nên chị là một mentor và học luôn cả master tâm y dung, thì lúc này chị hỗ trợ cho người ta tạo cả thăng trí tâm nhang. Dạ, em có đặt ý là học khóa mentor 07 á thầy, tại vì mentor 06 là chồng em học, rồi em học khóa tiếp theo. Dạ. Dạ, em biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Dạ. Hiện tại tâm y dung của mình đã đào tạo xong một khóa master tâm y dung, và sau này cũng tiếp tục đào tạo ra đội ngũ để các anh chị có thể mở tâm y dung tại các địa phương của mình. Thì sau này tâm y dung sẽ có khắp trên đất nước Việt Nam, thông qua mỗi một quận huyện như vậy là mình sẽ có một trung tâm của tâm y dung. Nên các anh chị ai mong muốn mình có thể hỗ trợ cho ở địa phương của mình, để mọi người ở địa phương á đó là ngày càng khỏe, càng đẹp hơn, thì các anh chị chưa có giải pháp gì thì các anh chị có thể học master tâm y dung để các anh chị có thể mở tâm y dung tại địa phương của mình, thì các anh chị được sự bảo hộ của tâm y dung. Thăng trí tâm ngang. Biết ơn chị Tường Vân ha. Dạ. Em chào thầy, em chào cả nhà. Dạ. Phương xin mời chị. Chào chị Hạnh Vũ. Dạ. Yeah. Phương xin mời chị Trúc. Trúc Huỳnh Đặng. Dạ em chào Chị thầy, chào cả Phương. nhà. Dạ. Dạ chào thầy Phương và chào cả nhà. Dạ rất là biết ơn thầy Phương, hôm nay gặp lại thầy Phương ở đây vui quá. Quá Dạ xin giới thiệu với cả nhà là Trúc sinh năm 87, năm nay 20 tuổi. Rất là biết ơn nhân mạch của Trúc là chồng, là người thương, là kết nối Trúc với lại tổ chức Quýt. Thì nhờ học lớp thấu hiểu nội tâm cho nên mới biết đến thấu hiểu sức khỏe. Nhưng mà trước đó là có học qua lớp thay gân đổi cốt với thầy Phương buổi sáng, xong rồi được các thầy cô khuyến khích động viên cho nên hai vợ chồng Trúc có thi Iron Man vừa rồi. Nhưng tại hồi nãy thầy Phương có nhắc là sức khỏe người sắt thân hình người mẫu, cho nên nhớ lại cái kỷ niệm mà hai vợ chồng đi thi đó cùng một đội, hai vợ chồng thi ba môn với nhau, thì cái đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà nhờ chính là nhờ có quýt nên Trúc mới có động lực để mà, nói chung phải là động lực mà nó gọi là có niềm tin là mình sẽ hoàn thành được Iron Man. Chứ hồi xưa giờ toàn nghĩ Iron Man là cái gì đó xa vời lắm. Nhưng mà nhờ các thầy cô nào cho tập thay gân đổi cốt nè, rồi cho học nội tâm, rồi cho học những cái lớp buổi sáng với thầy Thắng nữa, tập lình tảng, thì càng lúc đó thì cái sức khỏe mình thấy nó cải thiện rất là nhiều, đặc biệt là về cái sức bền. Mà ngày xưa thầy biết không, ngày xưa mà em chạy 500 mét thôi á, là thở không ra hơi luôn rồi đó. Là trong đầu là nghĩ là mình không có chạy được, mặc dù xung quanh bạn bè là họ chạy là tùm lum hết trơn luôn. Mà sau đó thì quyết tâm thay đổi, thế là chạy được 5 km, 10 km, và được rồi là chạy 21 km trong Ironman tháng tháng 5, tháng 5 vừa rồi ở ở Đà Nẵng. Thì và anh nhà em á cũng không có ý định là thi Ironman đâu, xong rồi nhờ động viên, nhờ
các thầy cô nói thêm lúc mà đi học thấu hiểu nội tâm offline ở Phan Thiết nữa đó thầy, nhờ thầy Thắng đồ động viên thêm, thế là hai vợ chồng quyết tâm là đăng ký luôn và rất là vui khi mà được đồng hành cùng với lại các thầy cô và các ní ở trong tổ chức của mình. Lần đó khoảng gần 200 người đi thi, hùng hậu lắm và rất là vui. Hình như có Phương đi thi nữa đó. Dạ đó thầy, đó, đó thầy thì xong rồi mới thấy là càng lúc là sức khỏe của mình nó lại là số 1, đúng nghĩa là sức khỏe là số 1 luôn. Phải có sức khỏe thì mình mới có đủ năng lượng để mà mình làm những cái việc khác. Và cái lúc đó thì cái tinh thần mình làm những cái khác nó phơi phới lắm thầy. Như là thầy Toàn hay bảo là tần số rung động năng lượng của mình cân bằng hướng dương đó thầy. Thì cái kết quả của mình ra nó như ý. Và cái lúc mà mình làm cái hành động đó, sự việc gì đó thì mình thấy rất là vui, rất là hưởng thụ được cái việc mình đang làm. Nên càng lúc hai vợ chồng em càng thấy tầm quan trọng của cái việc mà chăm sóc sức khỏe. Rồi xong cái đợt này về á thì tin vui á là hai vợ chồng lại có em bé. Chúc Dạ. Đến nay á, thì em bé được gần 3 tháng rồi, cho nên lại càng mong muốn là được học học thấu hiểu sức khỏe một cách gọi là thấu suốt hơn. Và em cũng đặt ý là mình sẽ học mentor 6, và vừa rồi cũng thi mentor 6, không phải thi mà là đăng ký hết ứng các dạ ứng tuyển, thi rồi nộp video clip là xong xuôi hết luôn rồi thầy. tuyển. Đó. Là chờ cô Quế Minh phỏng vấn mentor 6 thôi. Nhưng mà cũng đang hơi lấn cấn một xíu là không biết bầu bì rồi có học được hết cùng với lại tổ chức hay không. Tại vì cũng hiểu là phải có vận động á thầy thì mới đủ năng lượng rồi đủ sức để mà mình theo được 9 tháng trong mentor 6. Cho nên cũng hơi lo lo chỗ đó. Đừng có lo. Thứ nhất phỏng vấn chắc Phương đón nha, Dạ. đón chắc tâm thái của chị chắc chắn chắc là đậu rồi đó. Dạ biết ơn thầy. Chị đừng lo, tại vì trong học trong mentor của mình đó sẽ có vận động, nhưng mà chị là thay thay kỳ thì chị có Dạ. thể xin, thì có thể xin với cô Quý Minh để mình xin cái đó ha, Phương nghĩ là được. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình đừng có nghĩ là bị vướng bận gì hết trong quá trình thai kỳ ảnh hưởng đến học tập, mà là chị hãy thay đổi lại một cái nhận thức chỗ này, đó là trong một cái lộ trình chị học mentor, chị thấu suốt về nhân sinh, đó là một cái may mắn phước báo con của mình đồng hành học tập cùng với mình từ lúc trong bụng mẹ luôn, thì sau này bé sinh ra bé trưởng thành lắm. Tại vì mentor một cũng có chị Phương nhớ hình như là chị Huyền cũng là trong thai kỳ luôn á, rồi mentor 2 cũng có cô Uyên nữa, có hết. Phương thấy có nhiều chị trong quá trình thai kỳ học mentor. Vậy thì trong quá trình đó chị vừa học mà con mình cũng vừa được học nữa. Còn về vận động thì mình lúc phỏng vấn thì mình báo với cô đó là đang thai kỳ như vậy vậy đó chị ha. Nhưng mà Phương có một cái hiện thực, không phải hiện thực của Phương mà hiện thực của một người chị là mentor K04 hồi đợt mà mentor K04 tốt nghiệp đó cả nhà, có xác lập kỷ luật SWAT đó, thì có một người chị cũng là thai kỳ bụng bầu và chị cũng đã thực hiện SWAT và được cái huy chương, cái xác lập kỷ luật đó. Tuyệt vời quá thầy ha. Vậy chắc là cũng là một cái duyên để cho hai mẹ con cùng học thấu hiểu nội tâm cùng với nhau. Thì lúc đó chị học cái cách đó là vận động cho thai, cho người 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 mang bầu á, những cái bài tập gì, bài tập gì để mình vận động phù hợp Dạ. ha. Dạ biết ơn thầy rất nhiều. Thầy Dạ. đã thông tư tưởng. Dạ. Dạ rất biết ơn thầy, biết ơn cả Là nhà. mentor 4 nhà em cũng có một bạn vừa chữa vừa học đó à. Dạ rồi, biết ơn chị Trúc Huỳnh ha. Dạ. Rồi, sau đây là 14 giờ.
thì đánh khung giờ để thầy lên, thì Phương có 30 phút đầu giờ để được giao lưu cùng với các anh chị. Và Phương rất là biết ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị để cho Phương có cơ hội được giao lưu chia sẻ. Dạ, và sau đây mình cùng mở cam lên để có thể chào đón thầy Thi Khắc Vũ hay cả nhà. Dạ thầy ơi, em mời thầy ạ. Dạ biết ơn Chào thầy. Dạ Biết ơn thầy Phương lắm lắm dạ ạ. biết ơn thầy Chào cả Phương, chào nhà. thầy, chào cả Xin nhà. chào thầy Vũ, Dạ chào tất cả nhà. biết ơn thầy. Dạ Dạ. biết ơn thầy Phương, hẹn gặp lại thầy Phương. Chào thầy Phương. Biết Thầy ơn thầy Phương, Phương, thầy Vũ, chào thầy thầy Phương, hẹn gặp lại thầy Phương. Phương có. Dạ chào cả nhà. Biết ơn thầy Phương cái giao lưu đầu buổi. Dạ. Dạ chào cả nhà bên khung chat ạ. Dạ. Nhìn. Dạ. Biết ơn cả nhà lắm lắm. Cho phép Vũ người khách mít để bắt đầu buổi chương ngày hôm nay. Biết ơn cả nhà. Dạ. Biết ơn toàn thể các anh chị đã sắp xếp thời gian để tham dự cùng xuyên suốt lộ trình này để cùng nhau hiểu hơn về sức khỏe. Dạ. Biết ơn thầy, biết ơn ban tổ chức đã cho Vũ có cơ hội đồng hành cùng cả nhà trong khóa 17 này. Dạ. Khi nhắc về lộ trình liên quan tới sức khỏe như thế này cả nhà. Dạ. Rất là biết ơn thầy cho phép Vũ theo học tập. Tính tới hiện tại là hơn 12 năm rồi. Dạ. Hơn 12 năm theo thầy học tập. Và lộ trình chia sẻ về sức khỏe như thế này thì nó đã diễn ra hơn 10 năm. Dạ. Những giai đoạn đầu đó là những lớp offline á. Mỗi tháng như vậy là có một tới hai khóa. À, thì từ những năm mùa dịch đó, thì rất là biết ơn thầy, chúng ta bắt đầu có thêm một cái công cụ đó chính là online. Và thông qua online như thế này thì mình có cơ hội để giao lưu với nhiều người hơn và đơn giản hơn để chúng ta có thể tiếp cận các thông tin về sức khỏe dù là chúng ta ở đâu, dù là chúng ta ở đâu. Dạ. Chỉ có mấy năm trong mùa dịch thôi mà số lượng người tham dự những khóa về sức khỏe như thế này nè so với những năm mà nói về sức khỏe offline á, thì nó gấp nhiều lần. Dạ. Nhưng là dù là online hay offline và dù là có hay không có tham dự các chương trình như thế này thì Vũ tin chắc một điều á, là ai cũng cảm thụ một điều là sức khỏe nó rất là quan trọng và cuộc đời chúng ta rất cần sức khỏe. Đúng không cả nhà? Dạ. Chúng ta sẽ thấy được một điều á, có rất nhiều những cái khoản chi trong cuộc đời của con người nếu chúng ta có thể liệt kê một cách chi tiết. Nhưng có một khoản chi mà chúng ta phát hiện đó là dù là ai thì cũng sẽ chi. Đó chính là cái khoản chi cho sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta chi muộn á, nó gọi là chi phí. Còn ngay từ thời điểm ban đầu mà chúng ta biết cách chi á, thì nó gọi là đầu tư. Hay trong ngành về sức khỏe, nếu chúng ta hoặc là ai đó đợi bất ổn sức khỏe rồi mới dùng đồng tiền để hỗ trợ, người ta gọi là trị bệnh. Nhưng ngay từ những thời điểm mà chúng ta còn khỏe, chúng ta biết dùng đồng tiền để hỗ trợ cho sức khỏe của chính mình, thì người ta gọi là phòng bệnh. Và thực tiễn thêm một chút nữa, thì các anh chị sẽ thấy là gì? Đó là khi phát hiện ra bất ổn về mặt sức khỏe của một ai đó thì các chị cũng đã từng thấy rằng đó là bệnh tật á, nó có thể làm cho người ta hết tiền nhưng mà tiền á, chưa chắc làm ta hết bệnh. Đúng vậy không? Dạ. Bệnh tật có thể làm cho người ta hết tiền nhưng mà tiền chưa chắc làm cho người ta hết bệnh. Nhưng nếu ngay từ thời điểm ban đầu mà
chúng ta biết cách dùng đồng tiền thì sức khỏe nó sẽ được đảm bảo tốt hơn, nó sẽ được đảm bảo tốt hơn. Dạ, cho nên đối với sức khỏe của mỗi người á thì chúng ta đều biết quan trọng đối với chính mình, nhưng mà quan trọng thế nào thì mọi người cũng sẽ có cảm thụ khác nhau. Đối với các cô chú lớn tuổi theo tuổi vật lý thì nhắc tới sức khỏe sẽ cảm thụ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời. Có nhiều người họ từng nói rằng nếu như ai có thể nhận cơn đau này giùm tôi á, có thể lấy hết gia sản này cũng được. Các chị có từng nghe cái này không ạ? Nhưng mà có nhiều người cũng nói rằng là gì, chết sướng hơn. Ủa vậy tại sao vậy? Thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều á, ai cũng mong muốn là tuổi thọ của mình á, phần lớn nha, phần lớn đứa nói về tuổi vật lý á, ai cũng mong muốn là tuổi thọ của mình nó kéo dài, tuổi thọ của mình nó sẽ nâng cao. Nhưng người ta quên một điều á, là con người mà họ sống lâu hay là tuổi thọ của con người, hay còn được gọi cái khoảng thời gian mà sống thêm của đời người á, cái khoảng thời gian sống thêm đó nó chỉ có ý nghĩa thật sự nếu như cái khoảng thời gian sống thêm đó nó không có đi kèm với bệnh tật và bất ổn tinh thần. Đúng vậy không? Nếu như một ai đó trong đây, ví dụ thôi nha, ví dụ thôi, đó là nếu như cho một ai đó mà có thể sống khoảng chừng 150 200 tuổi, nhưng mà từ những năm 40 cứ bệnh tật lai rai, bệnh hoài nằm một chỗ tới 200 tuổi thì sao? Thì có ham cuộc sống đó không? Dạ. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều, cái khoảng thời gian sống thêm của con người á, nó chỉ có ý nghĩa thực sự khi mà cái khoảng thời gian sống thêm đó, nó không đi kèm với bệnh tật và bất ổn về tinh thần. Vậy thì chất lượng cuộc sống của con người nâng cao, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều, có rất nhiều cái yếu tố như trong lớp nội tâm chúng ta học thì có 4 điều, đó chính là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Vậy thì ngoài tiền ra mà xã hội đang mưu cầu và chúng ta đang phấn đấu nhiều cho tài chính, thì đến một giai đoạn chúng ta sẽ phát hiện ra một điều đó chính là chính là gì ạ? Sức khỏe là một trong những cái yếu tố làm cho chất lượng cuộc sống của người ta nâng cao. Nếu như thiếu sức khỏe thì dù cho tài chính có cao thì chất lượng cuộc sống nó cũng nâng cao chưa được như mong muốn của chính mình. Cho nên chúng ta đều được biết là nếu đơn giản hóa các vấn nạn cuộc đời của con người, nó còn là 4 điều như các anh chị biết ở 4 lĩnh vực: nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Cho nên một trong những điều mà xứng đáng để học tập nhất trong cuộc đời này đó chính là học tập liên quan tới sức khỏe. Nhưng mà phần lớn những thông tin này khi mất sức khỏe con người mới nhìn nhận ra. Đúng không cả nhà? Khi có bất ổn sức khỏe rồi thì người ta mới quan tâm thôi. Còn phần lớn khi khỏe, nói thì biết như vậy thôi. Nhưng mà nếu không có nâng nhận thức lên thì mọi thứ nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Bằng chứng chúng ta sẽ thấy là những gì liên quan hàng ngày của chính mình. Nếu như chúng ta nói là sức khỏe nó quan trọng đến cuộc đời của chúng ta, vậy thì các chị có thể hình dung đơn giản nè, trong cái hành trình cuộc sống của chính mình đó, cho phép Vũ share màn hình để chúng ta có thể đơn giản để giao lưu cùng nhau hơn trong lộ trình này. Dạ, cả nhà thấy được tờ giấy đúng không ạ? Dạ. Dạ. Vậy thì nếu như ai đó cảm thụ đó là sức khỏe là quan trọng tới cuộc đời của chính mình, sức khỏe là quan trọng đến cuộc đời của chính mình, vậy thì cho phép Vũ hỏi một cái nghi vấn đặt ra đối với chính chúng ta. Chúng ta liêm chính nội tâm lại, đó chính là gì? Hai mươi bốn giờ trên ngày nè,
À, 24 giờ trên ngày nè. Các anh chị ở đây dành bao nhiêu thời gian cho sức khỏe? Liên chính nội tâm lại. À, nếu mình nói sức khỏe là quan trọng đối với cuộc đời của chính mình, vậy thì mỗi ngày cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho sức khỏe là bao nhiêu? Dạ. À, khi chúng ta nắm được cái thông tin này rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển nó, à, một cái trọng điểm để ngay từ cái giây phút mà chúng ta nhận được cái khái niệm này á, chúng ta sẽ thấy rằng à, mọi thời gian trong cuộc đời của mình á, nó đều liên quan tới sức khỏe hết, nhưng chúng ta lại không biết. À, chúng ta lại không biết. À, vậy thì làm thế nào để trong cái thời điểm đơn giản nhất mà chúng ta có thể biết rằng à, sức khỏe là điều luôn hiện hữu trong cuộc sống của chính mình. Bởi vì chúng ta phát hiện rằng nếu nói về đời người á, thì nó chẳng qua là 24 giờ lặp đi lặp lại đến hết cái khoảng thời gian vật lý của con người. Đúng không cả nhà? À, và chúng ta sẽ phát hiện ra một điều á, sức khỏe nếu theo cái đồ hình đơn giản này, sức khỏe là hàng ngày. À, sức khỏe là hàng ngày. Nếu như mỗi ngày chúng ta làm có liên quan tới sức khỏe thì chúng ta mới có khả năng có sức khỏe. Còn hàng ngày mà chúng ta làm chưa liên quan tới sức khỏe thì sức khỏe chúng ta cần bồi dưỡng. Nó giống như là trong lớp thấu hiểu nội tâm có một khái niệm, cả nhà còn nhớ cái khái niệm đó chính là tích tạo công đức phước đức không? Còn nhớ khái niệm đó không cả nhà? Dạ. Có phải là mỗi ngày công đức phước đức đều phải tích tạo không? Nếu theo hệ quy chiếu đó. Hôm qua chúng ta làm liên quan tới công đức phước đức bao nhiêu rồi quên đi. Cái mở mắt ra thức dậy hôm sau cái làm tiếp. Nó cứ như vậy lặp đi lặp lại thì cái đó mới tăng trưởng dần theo thời gian. Thì tương tự như vậy sức khỏe cũng vậy đó. Hôm nay làm liên quan tới sức khỏe thì hôm nay khỏe. Cái ngày mai chúng ta lặp lại, đừng có nhớ hôm qua đã làm gì. Mà là chúng ta làm mỗi ngày thì sức khỏe nó mới có thể giúp cho chúng ta tích trữ dần theo thời gian. Hình dung ý này không ta? Dạ. Vậy thì mình xem lại là mỗi ngày chúng ta đã làm những gì liên quan sức khỏe chưa? Nếu như chúng ta nói sức khỏe là quan trọng đến cuộc đời của chính mình. Vậy thì sức khỏe đâu có gì phức tạp mà nó rất là đơn giản. Nó chỉ là hàng ngày thôi. Nó chỉ là hàng ngày thôi. Vậy thì khái niệm đầu tiên trong cuộc sống mà chúng ta cần làm rõ đó chính là sức khỏe là gì để mỗi ngày chúng ta làm liên quan tới sức khỏe là sao. Bởi vì chúng ta sẽ phát hiện con người đang phấn đấu trong cuộc đời này cho những khái niệm mơ hồ cho nên kết quả họ khó đạt được. Sức khỏe cũng vậy. Họ nói họ cần sức khỏe nhưng mà khi rảnh rỗi á, hoặc là có nhân duyên cái chúng ta hỏi lại sức khỏe là gì ta thì các anh chị sẽ giật mình, nhiều người cũng không biết sức khỏe là gì. Ví dụ đơn giản chính chúng ta ngồi đây, thì chúng ta đã biết thông tin này trong lớp nội tâm thầy cũng đã chia sẻ rồi. Vậy thì chúng ta nhắc nhớ lần lần nữa theo các anh chị sức khỏe là gì ạ? Dạ. Sức khỏe là cái gì ạ? Là gì các anh chị? Vậy sức khỏe là gì ạ? À, nếu như sức khỏe không biết khái niệm đó thì coi chừng cái kết quả đó là gì, sẽ khuất. Đúng không? Dạ. Dạ. Đó, nên đây là cái khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần hình dung được. Bởi vì đây là điều mà chúng ta cần làm mỗi ngày. Dạ.
Cái này quan trọng lắm nghe. Dạ. Bởi vì đây là điều mà chúng ta làm. Bởi mình muốn khỏe mà. Dạ. Rồi. Nên đây là khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ. Nên chúng ta sẽ thấy nè. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khái niệm, chúng ta sẽ lấy cái khái niệm tiêu chuẩn này. À, Tổ chức Y tế Thế giới. Khái niệm. Bởi vì khi chúng ta biết sức khỏe là cái gì thì 24 giờ trên ngày này nè, nếu chúng ta có làm liên quan tới cái đó thì chúng ta mới có khả năng liên quan tới sức khỏe. Đúng không? Đúng không các anh chị? Dạ. Rồi. Vậy thì theo khái niệm của Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe là sự thoải mái toàn diện về tinh thần. Thể chất, và xã hội. Nếu chúng ta đọc đủ cái khái niệm đủ đầy của Tổ chức Y tế Thế giới thì còn một vế sau nữa. Đó chính là sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Chứ không chỉ đơn thuần là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có cái tiêu chuẩn về mặt thương tật hay là bệnh tật, cho nên trong giai đoạn này khái niệm đó chúng ta nhờ người chuyên môn hỗ trợ, tức là nhờ các anh chị y bác sĩ, những người có vai trò có tư cách trong ngành sức khỏe, người ta thẩm định cái đó. Còn với chúng ta cần khỏe, cho nên chúng ta sẽ phân biệt rõ hai cái vế đó là gì. À, theo khái niệm này nó sẽ có hai cái điều kiện cần và đủ. Một đó là không bệnh không thương tật, thì lúc đó chúng ta nhờ y bác sĩ, nhờ bệnh viện, nhờ những nơi có chức trách, có vai trò, có chức năng trong xã hội để hỗ trợ mình. Thứ hai là với bản thân mình, đó chính là tinh thần, thể chất và xã hội đạt được cái trạng thái thoải mái toàn diện, hay còn gọi là trạng thái thoải mái hoàn toàn, hay còn gọi là trạng thái hưng thịnh. Nhưng thuật ngữ được dùng nhiều nhất trong xã hội, nó gọi là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Vậy thì ba cái yếu tố này có ai làm thay mình được không? Có ai vui vẻ giùm mình được không? Có ai tập luyện giùm mình được không? Có ai ăn uống giùm mình được không? À, vậy thì sức khỏe là do ai? Là do chính mình, là tự bản thân mình. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy một điều là gì? Chúng ta sẽ thấy một điều rất rõ, đó là thường những gì thuộc về mình thì phần lớn mình nắm không có rõ, mà những cái gì không thuộc về mình thì thường mình lại có thói quen hay đi tìm hiểu. Mình sẽ lấy ví dụ đơn giản nè. Sau khi chúng ta lấy ví dụ xong, chúng ta quay lại nội dung này để chúng ta hiểu rõ hơn chút. Ví dụ đơn giản nè. Khi chúng ta nhắc tới một cái vai trò của cái này trong xã hội, nó cũng liên quan tới sức khỏe nè. Đó chính là thuốc. Vậy thì theo cả nhà, con người có cần thuốc không? Con người có cần thuốc không ạ? À? Dạ. Dạ. Cái điều này phải lặp đi lặp lại nha. Tại rất là đơn giản, hiện tại có nhiều người đang bài trừ thuốc bởi vì cái góc nhìn về thuốc không phù hợp. À, và cái câu nói mà trong dân gian trong suốt nhiều năm tháng chúng ta cũng từng được nghe ông bà mình chia sẻ, đó là đói ăn rau, đau uống thuốc.
Mình đã nghe cái này rất là nhiều năm tháng rồi. Và theo quy luật cuộc sống, theo quy luật thành trụ hoại diệt, hay trong sức khỏe thì chúng ta đều biết có một quy luật, nó gọi là sinh lão bệnh tử. Hay đơn giản hơn, chúng ta đều biết đó chính là thuốc, người ta sẽ nhớ nhiều trong cái giai đoạn bệnh. Đáp ứng cho điều này, vậy thì chỗ này chúng ta cần làm rõ một cái. Theo các anh chị, con người có muốn mình bệnh không? Kỹ nghe, trả lời kỹ câu này nghe. Theo các anh chị, con người có muốn mình bệnh không? Dạ. Các anh chị xuống hàng đánh dấu sao giùm Vũ chỗ này để làm rõ chỗ này. Dạ. Cẩn trọng đánh cái dấu sao sau cái dấu hỏi đó, hoặc là xuống hàng cũng được. Cẩn trọng cạm bẫy nội tâm. Vô tình chúng ta là người tạo ra những người muốn bệnh trong gia đình. Cẩn trọng cạm bẫy nội tâm. Vô tình chúng ta là người tạo ra những người muốn bệnh trong gia đình. Mình không biết luôn á. Mình không biết là mình là người tạo ra những người muốn bệnh trong gia đình luôn á các anh chị. Thường gặp ở hai đối tượng, đó chính là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. À, đối tượng mà chúng ta thường gặp là hai đối tượng đó. Trường hợp đặc biệt là những đôi bạn yêu nhau. Ví dụ như trong các bạn trẻ đi, các bạn nhỏ, trong xã hội hiện tại phần lớn thì tập trung đi để kiếm tài chính, thời gian bên cạnh con cái chưa được thuận lợi. Dần dần chỉ đáp ứng con cái về mặt vật chất thì đơn giản. Sau đó sẽ ít có nhiều thời gian, phần lớn thôi nha chứ không phải ai cũng vậy nha. À, ít có thời gian để quan sát sự trưởng thành của con cái trong sự phát triển của con. À, nhưng khi mà con đổ bệnh thì họ có thể sắp xếp thời gian công việc, họ có thể nghỉ việc 5 ngày, 10 ngày để chăm con. Và trong thời điểm đó, họ rất là nuông chiều con cái. Và trong thời điểm bệnh tật á, thì con có thể gì? À, đòi hỏi, có thể mè nheo đơn giản để có thể được đáp ứng. Một lần không nói gì, hai lần cũng không nói gì, nhưng nó có tính chu kỳ và nhịp điệu, nó cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều lần như vậy, thì vô hình chung cái cách đối đãi của mình trong cái thời điểm đó sẽ gieo trong nhận thức của con: ồ, hình như bệnh nó ngon hơn à, hình như bệnh nó sướng hơn á, bệnh cái đòi hỏi cái gì cũng được đáp ứng, bệnh cái ổng bả sắp xếp thời gian ở bên cạnh mình, bệnh cái gì cũng đơn giản để có thể có được. Cái vô tình con cái nó muốn bệnh. Bằng chứng rất đơn giản, một trong những ví dụ nhỏ, đó là cứ mỗi lần nó muốn nghỉ học là nó nói nó mỗi lần nó muốn đòi hỏi cái gì đó là nó nhức đầu, nó đau bụng. Rồi cuối cùng lấy đó để khống chế nội tâm của mình luôn. Và mình không biết, xong cái vô tình mình lại tạo ra điều đó. Thứ hai là người lớn tuổi. Là người lớn tuổi, khi quay về cái trạng thái lớn tuổi xong, giống như ở yếu tố về tinh thần, thường quay lại thời của trẻ thơ, muốn được yêu thương, muốn được quan tâm. Nhiều người á, thì con cái mãi lo làm ăn, cái ít thời gian để quan tâm, nên cứ mỗi lần mà muốn con về cái gì đó, cái bệnh tật thì con đơn giản để sắp xếp. Vô tình lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhận thức đó, thì lại thấy rằng bệnh tật thì lại được quan tâm nhiều hơn, yêu chiều nhiều hơn. Cho nên đây là một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý, một trong những cạm bẫy nội tâm mà chúng ta không biết cái cuối cùng mình lại tạo ra những người giống như vậy. Muốn được yêu thương quan tâm á. Và hiển nhiên chúng ta đều biết một điều, khi có nhận thức về sức khỏe thì rõ ràng chúng ta đều biết không có ai muốn mình bệnh. Khi có nhận thức về sức khỏe, bởi vì họ biết sức khỏe nó quan trọng này. Nhưng mà khi chưa có nhận thức thì họ chỉ thấy những cái trước mắt, cái gì lợi lạc là họ làm thôi. Và một trong những cái đơn giản đó là được đáp ứng trong cuộc sống theo cái kỳ vọng của họ, nên ngay cái giây phút đó thì là thích bệnh hơn. Hình dung được ý này không ta? Nên cẩn trọng chút xíu cái cạm bẫy nội tâm này thôi.
Còn rõ ràng khi có nhận thức thì chúng ta phát hiện ra một điều, không ai muốn mình bệnh hết. À, rồi. Chúng ta sẽ thấy trường hợp thứ hai, dù là có bệnh hay là đang khỏe mạnh. Dù là có bệnh hay là đang khỏe mạnh thì cả nhà đều biết một điều, đó là chúng ta đều ăn và uống. Dù bệnh hay khỏe thì mỗi ngày đều ăn và uống đúng không? Và mình ăn uống tới hết cuộc đời này. Mình ăn uống đến hết cuộc đời. Theo thế giới vật lý này, ăn uống đến hết đời. Ngày nào cũng ăn. Nếu như ăn tốt, uống tốt thì ai đó có nền tảng sức khỏe tốt sẽ được duy trì. Còn ai đó đang bệnh tật mà ăn tốt, uống tốt thì sẽ nhanh khỏe lại. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ làm rõ thêm một chút xíu chỗ này. Thuốc là vai trò của ai ạ? À, thuốc là vai trò của bác sĩ, của dược sĩ, của y sĩ, của điều dưỡng, của y tá, vân vân. Nói chung, chúng ta có thể dùng từ đại diện, đó là thuốc là vai trò của người có chuyên môn. Bởi vì người ta tốn thời gian để ta học tập. Nhưng chúng ta phát hiện nè, ăn uống là vai trò của ai? Ăn uống là vai trò của ai? Và chúng ta thấy rất rõ, ăn uống đó chính là cái chuyện của mình. Ăn uống là cái chuyện của cá nhân mỗi người trong cuộc đời này. Ăn uống là cái chuyện hàng ngày. Bởi vì ngày nào cũng ăn. Nhưng chúng ta rất lạ. Cái chuyện của mình thì thường mình không có biết gì hết. Nhưng cái chuyện của người ta thì tối ngày mình hỏi. Thuốc nào hay? Ở đâu bán thuốc tốt? Còn cái chuyện hàng ngày của mình nè, mỗi ngày đều đưa vào cơ thể thì mình là không có chịu tìm hiểu. Không bao giờ thấy có người ta ai hỏi là ăn uống sao tốt, ăn uống sao phù hợp. Hình dung ý này không ta? Ăn uống sao là đủ thì thường là gần như mà không có nghi vấn. Nhưng mà cái việc này hàng ngày nè, cái việc của cá nhân mình nè, cái chuyện hàng ngày nè, lặp đi lặp lại, nếu ăn uống mà tất cả các yếu tố mình vừa liệt kê mà nó tốt thôi, thì có phải đây là một trong những cái yếu tố, một trong những cái tiêu chí có thể giúp đỡ cho sức khỏe của chúng ta duy trì và nhanh chóng cải thiện nếu có bất ổn không? Đúng không các anh chị? Rồi. Vậy thì ngay giây phút này nè, các anh chị bắt đầu có hình dung được, đó chính là thời điểm này mình cũng nên nghiêm túc học tập về ăn uống đúng không? Bởi đây là một trong những cái yếu tố quyết định sức khỏe của chính chúng ta. Nhưng mà một nghi vấn đặt ra đơn giản nè. Vậy thì mỗi ngày chúng ta cần ăn bao nhiêu chất? Mỗi ngày mình cần ăn bao nhiêu chất ạ? Dạ. Nếu có thể liệt kê đơn giản trong cuộc sống thì mỗi ngày chúng ta cần dung nạp khoảng hơn 40 chất. Còn nếu nói theo ngành dinh dưỡng học liệt kê chi tiết hóa một chút thì mỗi ngày cần dung nạp vào cơ thể của mình khoảng 90 chất. Trong đó có 30 chất cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải đưa từ bên ngoài vào. Dạ. Còn nếu được liệt kê theo nhóm thực phẩm, theo yếu tố của viện dinh dưỡng thì mỗi ngày chúng ta cần dung nạp vào trong cơ thể của mình 7 nhóm chất thực phẩm. Và 7 nhóm chất này nó phân hóa ra nó khoảng 90 chất có thể được liệt kê. Nhưng mà cơ bản bình thường hàng ngày để liệt kê chi tiết hóa ra hàng ngày cho sức khỏe của chính mình thì có khoảng 40 loại. Dạ. Còn theo
cái tháp dinh dưỡng á, thì nó là bảy nhóm chất. Bảy nhóm chất nó đi vào trong cơ thể của mình, nó phân hóa, nó chuyển hóa ra, đó là mấy mươi chất dinh dưỡng mà chúng ta vừa chia sẻ. Mà mỗi ngày như vậy cơ thể chúng ta đều cần những cái chất đó để nó tham gia vào quá trình duy trì cái cơ thể này, duy trì cấu trúc cơ thể, nó tham gia vào quá trình phát triển, sửa chữa, tái cấu trúc và phục hồi cơ thể này nếu như nó có vấn đề. À, tuy nhiên khi nhắc về dinh dưỡng là chúng ta thấy rằng từ khi nhân loại hình thành thì dinh dưỡng nó đã tồn tại. Chỉ có cái là chúng ta chưa biết ăn như thế nào là đúng, ăn như thế nào là phù hợp, ăn như thế nào là tốt thôi. Để cho nên trong xã hội hiện tại, các chị sẽ thấy rằng việc ăn uống nó lại là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới sức khỏe của họ theo chiều hướng nào. Là ý thứ nhất. Ý thứ hai, một người khỏe mạnh bình thường, hàng ngày ăn uống không nghiêm túc, ăn uống không đúng, thì nó đã có nguy cơ dẫn tới bệnh tật rồi. Vậy thì một người bệnh tật, theo các anh chị, họ có ăn được ngon không? Người đang bệnh nó ăn có ngon không? Vậy ăn có nhiều không? Vậy thì ăn có đủ không? À, vậy thì một người khỏe mạnh bình thường ăn không nghiêm túc thì cũng đã có nguy cơ bệnh tật. Vậy thì người bệnh tật ăn không ngon, ăn không nhiều, ăn không đủ, rồi lấy gì phục hồi? Cho nên các chị sẽ thấy rằng ăn không được thì bắt buộc phải truyền dịch, truyền nước biển để duy trì sự sống. Còn số người mà chưa đến nỗi truyền thì phải bơm vô. Hình dung ý này không ta? Vậy thì nếu nhắc tới sức khỏe, ăn uống trong 24 giờ này, chúng ta đã bắt đầu ăn uống như thế nào là phù hợp chưa? Bởi vì mỗi ngày nó đều lặp lại. Tới đây hình dung không ta? Nó liên quan cụ thể tới thực trạng xã hội như thế này nè. Chúng ta bắt đầu vẽ cái bức tranh tổng thể lên, để sau ngày hôm nay, cái chúng ta sẽ thắp ánh sáng lên. Chúng ta sẽ nhìn lại quá trình của xã hội đang dẫn dắt về sức khỏe nè. À, ví dụ một người nào đó mà họ đang bị bệnh đi chẳng hạn, họ đang bị bệnh nè, và chúng ta sẽ thấy rất rõ theo định hướng của xã hội và những gì mà chúng ta biết tính tới hiện tại, phần lớn đơn giản để chúng ta thấy một người nào nó bị bệnh, cái đầu tiên đơn giản nhất là họ chạy ra nhà thuốc gần nhà là xong rồi. Có thấy không? Có thấy cái việc này là cái việc gần như phần lớn chúng ta đều làm không? Dạ. Và đây là một trong những cái yếu tố rất rất đơn giản và rất là nhanh chóng để cho người dân có thể hỗ trợ sức khỏe một cách đơn giản. Nếu nói về mặt tích cực. Nhanh quá hả? Có nhanh quá không các anh chị? Dạ. Nếu em nói nhanh thì để em nói chậm lại. Dạ, nói gì thôi. Chỉ có những cái trọng điểm thì chúng ta sẽ lặp đi lặp lại. Có những cái mà chúng ta cần lướt thì chúng ta sẽ lướt. Dạ. Nên là quá trình này thì các anh chị nào mà nắm chưa kịp thì chúng ta cứ nhắc lại thôi. Dạ, thì Vũ sẽ lặp lại không có gì. Dạ. Rồi tất cả các đồ hình này các anh chị cứ mỗi ngày kết thúc á thì sẽ được up lên hết cho các anh chị. Nên cái phần nào mà mình chưa rõ thì mình tham khảo lại. Còn các anh chị muốn chụp thì để lên thôi, chứ đâu có gì đâu, nó đơn giản mà. Dạ, nên là suốt quá trình này á, phần nào mà chúng ta cần làm rõ thêm á thì các anh chị có thể là một là nhắn trên khung chat, hai là chúng ta mở mic, dạ, để chúng ta cùng nhau giao lưu trong khuôn khổ và trong cái năng lực có thể xử lý được thì Vũ sẽ phản hồi, còn chưa thì Vũ sẽ ghi nhận rồi đó để nhờ ban sức khỏe cố vấn và cùng trả lời sao cho cả nhà.
Dạ. Rồi. Quay lại chỗ này. Khi một ai đó bệnh tật, chúng ta sẽ thấy đơn giản trong nhận thức của con người. Đó chính là người ta chạy ra nhà thuốc là đơn giản nhất. Đây sẽ là điều rất là thuận lợi cho người dân chúng ta ở cái nước châu Á nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. À, thống kê bình quân ở Việt Nam mình á, cứ khoảng ở cái thành phố trọng điểm ở cả nhà, nó bình quân nó khoảng 200 đến 300 mét thôi là nó có một nhà thuốc. Khoảng 200 đến 300 mét thôi trong cái thành phố trọng điểm á, là nó có một nhà thuốc rồi. Nên đây sẽ là một trong những cái yếu tố hỗ trợ rất tốt cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe. À, tuy nhiên, cái mặt trái của điều này nó cũng dẫn tới nhiều hệ lụy. Một trong những yếu tố mà chúng ta biết đó là lạm dụng thuốc. Cái thứ hai á, là do cái sự nhiệt tình trong người dân chúng ta, là bởi vì tính tính cách của người Việt thì mình thấy cái gì tốt là ta ham, ta chia sẻ lắm. Ta nhiệt tình, ta chia sẻ lắm. À, nhưng mà do thiếu khái niệm nguồn cho nên cái việc nhiệt tình đó nó mang lại hệ lụy cũng lớn. Ví dụ trong thuốc nè, à, ai đó bị nhức đầu, cái uống thuốc cái hết nhức đầu, cái có thói quen giữ cái giỏ thuốc lại. Anh chị có thấy không? Giữ cái giỏ thuốc lại, cái hôm sau á có bà hàng xóm qua bị nhức đầu, cái bà nói gì? Hôm trước tôi bị nhức đầu, tôi uống cái này hết nè, bà lấy cái này ra ngoài chợ bà mua đi, ra tiệm thuốc bà mua uống đi. Quen quen không? Cái này quen không? Thấy quen không? Dạ. Nhưng mà người ta quên một điều là gì? Có rất nhiều cái nguyên nhân dẫn tới nhức đầu. Có người thì bị huyết áp dẫn tới nhức đầu. Có người thì bị viêm xoang dẫn tới nhức đầu. Có người thì bị thoái hóa đốt sống dẫn tới nhức đầu. Có người thì bị rối loạn tiền đình bị nhức đầu. Có người thiếu máu não dẫn tới nhức đầu. Có người bị vợ chửi nhức đầu. Thì mấy cái ông mà bị vợ chửi nhức đầu đó đó, lấy thuốc đó ra tiệm uống hết. Hiểu ý này không ta? À, vậy thì cái chỗ này, nếu như mà mình có cái khái niệm nguồn về sức khỏe thì nó có rất là lợi lạc. Điều đầu tiên khi người ta đem cái vỏ thuốc đó mình cho mình, à, thì nếu mình có khái niệm nguồn sức khỏe thì mình cũng nhận và mình ghi nhận biết ơn cái sự nhiệt tình giúp đỡ của người ta, nhưng mà mình chưa có mua liền, mà mình sẽ đem cái vỏ thuốc ra tiệm thuốc, cái mình sẽ nói với người chuyên môn, cái mình nói tôi bị nhức đầu, à, cái cô hàng xóm cổ tốt bụng lắm, cổ nhiệt tình lắm, cổ uống thuốc hết cái cổ đưa này cho tôi nè, à, thì bác sĩ coi là giúp tôi á, là trường hợp của tôi á, cái đơn thuốc này phù hợp không, hay là có cái nào phù hợp hơn không, giúp đỡ tôi cái. À, đó là việc chúng ta có khái niệm nguồn sức khỏe. À, chúng ta tôn trọng cái sự giúp đỡ, sự nhiệt tình và cái mối quan hệ đó, nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được cái sức khỏe, chúng ta vẫn an tâm. Nhưng nếu chúng ta thiếu khái niệm nguồn về sức khỏe, chúng ta mang cái liều thuốc đó ra, chúng ta mua, chúng ta uống, thì đó là một trong những cái hệ lụy lớn. Bởi vì bản chất của thuốc, chúng ta đều biết, dù là thuốc gì đi chăng nữa, đi vào trong cơ thể của mình, nếu lâu dài, nó đều có gây tác dụng phụ. Dù là thuốc gì, đông y hay tây y, ít hay nhiều thôi, nếu dùng nhiều. Bởi vì bản chất của thuốc, nó giống như cái từ bản chất của thuốc á, một trong những cái ý nghĩa bản chất nổi trội của thuốc đó chính là tiêu diệt, là tiêu diệt. Ví dụ chuột có thuốc chuột, cỏ có thuốc cỏ, bệnh tật thì có thuốc uống vô để diệt trừ cái tác nhân gây hại đó. Nhưng chúng ta quên một điều, nó đâu phải là chỉ diệt trừ tác nhân gây hại, mà đi vào bên trong cơ thể của mình nó cũng gây ra một số hệ lụy. Mà gan và thận là hai nơi phải tiếp nhận đầu tiên trong cái yếu tố chúng ta dùng nạp thuốc vào. À, hình dung ý này không ta? Vì vậy, việc mà chúng ta sở hữu khái niệm nguồn sức khỏe, à, nó giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều trong yếu tố về bệnh tật hay là hướng tới sự khỏe mạnh lâu dài. À, đó là điều thứ nhất mà chúng ta cần làm rõ. Cái thứ hai, đó chính là phòng khám. Và hiển nhiên chúng ta đều biết, nó sẽ phụ thuộc vào niềm tin của người bệnh. Người ta tin Tây y thì ta ưu tiên đến phòng khám Tây y. Người ta tin Đông y thì ưu tiên đến phòng khám Đông y. À, rồi. Và một nơi tất cả chúng ta đều biết, niềm tin phần lớn của xã hội đặt vào, đó chính là bệnh viện.
Bởi vì nơi đây người ta có tư cách pháp nhân, pháp lý cũng như có các cơ sở vật chất, các thiết bị y tế một cách rõ nét à, và được đào tạo một cách bài bản, vân vân. Nhưng nếu ai đó có cái nhận thức về sức khỏe tốt hơn thì ta chủ động hơn một chút, đó chính là người ta sẽ dùng cái dịch vụ này và là dịch vụ bác sĩ gia đình. Dịch vụ này trên thế giới rất thịnh hành. Ở Việt Nam chúng ta thì từ những năm 2008 dịch vụ này đã hình thành. À, tuy nhiên cái việc lan tỏa dịch vụ này ở Việt Nam cũng chưa nhiều. À, dịch vụ này đơn giản là có một bác sĩ đa khoa. Cái người ta làm cái dịch vụ này là cá nhân hóa. Họ sẽ cố vấn cho cái gia đình đó đó. Có một số điện thoại à, là 24 trên 24 chỉ dành riêng cho gia đình đó đó. Mỗi tháng trả cho bác sĩ đó bao nhiêu tiền. Thì bất kỳ lúc nào có cái dấu hiệu về sức khỏe cần tham vấn là họ sẽ điện thoại cho vị bác sĩ này. Nếu như trường hợp đơn giản thì vị bác sĩ này sẽ kê toa luôn để ra nhà thuốc, à, ra phòng khám hay ra đâu đó để lấy cho thuận lợi. Còn nếu ở xa và trường hợp nó cần can thiệp thì họ sẽ hướng dẫn đến bệnh viện nhập vào cái khoa nào cho nó nhanh. À, chủ động hơn trong cái quá trình sức khỏe. Thì dịch vụ này á, sẽ là một trong những cái dịch vụ hot trong tương lai, và nhận thức của sức khỏe khi con người tăng trưởng, đây là một trong những cái ngành nó liên tục à, giúp đỡ cho xã hội có được cái nền tảng sức khỏe tốt hơn. Ừ. Và các nước phát triển dịch vụ này rất là nhiều à. Bốn nơi này mà nó không hết nữa thì người ta sẽ làm các giải pháp của dân gian. Không hết nữa thì người ta sẽ dùng các giải pháp của tâm linh. Nhưng về yếu tố của khoa học thì đây là bốn nơi mà chúng ta thấy phần lớn được chọn lựa. Và điểm chung của bốn điều này à, điểm chung của bốn nơi này tính tới hiện tại thì chúng ta có thể dùng cái từ đại diện bệnh thì đi trị thôi. Bệnh thì đi trị thôi, nó đơn giản vậy thôi, nó là nhận thức bình thường trong xã hội và chúng ta được dẫn dắt theo cái định hướng này. Và chúng ta sẽ thấy đi trị bệnh thì cái kết quả tốt nhất của quá trình điều trị bệnh đó chính là hết bệnh. Đó chính là hết bệnh. Đó. Nhưng mà chúng ta cần làm rõ một cái quan trọng nè. Một cái quan trọng mà chúng ta cần nâng nhận thức ngay giây phút này và thời điểm này. Đó chính là gì? Đó là sau khi hoặc là song hành với việc điều trị. Và nếu hết bệnh rồi, cái bản thân của người bệnh đó đó, cái họ về nhà. Vậy thì sau khi kết thúc việc điều trị hoặc phối hợp với điều trị đó đó, sau khi về nhà, họ sẽ làm gì đây? Để trong phần đời còn lại của họ khỏe mạnh luôn, hoặc là hạn chế bệnh tật đến mức có thể. Thì các anh chị sẽ thấy tới đây, các anh chị sẽ phát hiện ra một điều, gần như là sau khi điều trị hoặc kết thúc điều trị, cái quay về nhà xong rồi, các anh chị sẽ thấy mọi lối sống, hành vi hay đại diện đó chính là từ thói quen của người bệnh quay về trạng thái cũ. Quay về trạng thái cũ. Nên sau khi về nhà, bản thân của họ chưa biết làm gì để khỏe mạnh mà quay về lối sống cũ, hành vi cũ. Cái một thời gian, cái họ đi trên cái con đường này tiếp tục, họ bệnh tiếp. Và cái vòng luẩn quẩn nó suốt luôn trong cuộc sống của họ. Bệnh cái đi trị xong về, cái quay lại lối sống cũ, cái bệnh tiếp, cái làm hoài luôn cũng biết làm sao. Bằng chứng rất rõ là chúng ta sẽ gặp được rất nhiều trường hợp trong cuộc đời này cái bệnh dạ dày thôi. Lúc nhỏ bị bệnh dạ dày, cái đi học vẫn còn đau dạ dày, cái lên đại học vẫn còn đau dạ dày, cái đi làm việc cũng còn đau dạ dày, cái lấy vợ lấy chồng cũng còn đau dạ dày, cái sanh con đẻ cái cũng còn đau dạ dày, cái con cháu có chắc cũng còn đau dạ dày.
Tới chết rồi mà dạ dày cũng không khỏe. Có thấy không? Trường hợp này gặp nhiều không? Gặp nhiều không các anh chị? Đây, một trong những nhận thức liên quan tới trường hợp này mà ở nam giới gặp nhiều nè. Đó là quá trình mà bị đau dạ dày đi, mình lấy ví dụ là dạ dày ha. Họ bệnh đau dạ dày. Cái tới một trong những nơi này cái điều trị, cái hết bệnh hoặc là trong quá trình điều trị nè, cái bạn rủ nhậu. Vũ hả? Ví dụ à, ví dụ ông đó ông tên Vũ ha. Ví dụ ông khác đi ha. Bạn hả? Đi nhậu nghe. Tụi tôi đang ở quán rồi. Cái trả lời nó, nhậu gì mà nhậu? Tôi bị đau đau dạ dày. Bác sĩ nó bị lét rồi ông nội ơi. À, 2 tuần nữa mới khỏe. Thôi mấy ông nhậu thì tôi không nhậu đâu. 2 tuần sau lành thì tôi điện mấy ông. Quen không, quen không? 2 tuần nữa đi tôi gọi mấy ông. Thì các chị sẽ thấy là cái quá trình điều trị này nè, họ về họ cũng sẽ ngưng nhậu. Nhưng mà họ ngưng nhậu không phải để khỏe luôn, mà là họ ngưng nhậu để dạ dày hết bệnh, sau đó đi nhậu tiếp. Nhiều người bị đau nhức xương khớp, cái quá trình điều trị bác sĩ cũng dặn đừng có làm nặng nghe, đừng có nằm võng nghe, về rất là nghiêm túc, không có làm nặng, không có nằm võng. Nhưng mà việc không làm nặng, không nằm võng không phải để cho phần đời còn lại khỏe mạnh về xương khớp luôn, mà là để cho xương khớp nó nhanh hết bệnh cái bắt đầu đi làm tiếp, cái bị xương khớp tiếp. Và một trong những cái thói quen thêm chúng ta sẽ thấy nè, bình thường á thì 700-800 năm cũng thấy tập thể dục thể thao. Nhưng lúc bệnh tật cái xỏ đôi giày vô đi tập thể dục. Cái tập đó được khi hết bệnh cái không tập nữa, cái quay về lối sống cũ, cái bệnh tiếp, bệnh xong bắt đầu đi tập, nó cứ vậy hoài. Có thấy không, có thấy không các anh chị? Thế này quen không? Dạ. Vậy thì làm sao đây? Cái khâu điều trị á thì đã có người chuyên môn ta làm rồi. Đã có y bác sĩ, những người trong ngành, người ta dành thời gian người ta đi học tập để ta hỗ trợ cái đó đây. Đó là nhiệm vụ của người có chuyên môn. Còn nhiệm vụ của mình là học để khỏe mạnh, chứ không phải học để điều trị. Nhiệm vụ chính của mình là học để khỏe mạnh, rảnh rỗi học điều trị. Hiểu ý này không ta? Nên trong lộ trình 15 buổi của chúng ta, nó không phải học điều trị. Nên ai mà mong muốn vào 15 buổi này để học để có các phương pháp điều trị bệnh tật thì các anh chị vô lộn lớp rồi. Các anh chị đến chỉ cho chỗ này nè thì nó mới đúng. Rồi các anh chị đến các trường y thì chỗ đó mới đúng. Còn 15 ngày này chúng ta gặp nhau 15 buổi, à, chúng ta không có nhắc về trị bệnh nhiều, thuận duyên thì chúng ta mới nhắc tới điều trị thôi. Cái chính của chúng ta là trong 15 ngày này chúng ta nâng nhận thức. Đó là một lộ trình để chúng ta hiểu khỏe mạnh chúng ta cần gì, 24 giờ trên ngày này chúng ta cần làm gì để chúng ta khỏe. Và kết thúc 15 buổi này không phải là kết thúc, mà là kết thúc 15 buổi này nó mới là bắt đầu hành trình của sức khỏe. Bởi vì phần đời còn lại các anh chị phải tự lo. Cơ thể này là của mình, sức khỏe này là của mình. Hình dung quý này không ta? Cho nên chính các anh chị phải là người làm. Nếu như ngủ mà có thể ngủ giùm được thì bà con dòng họ của mình đại diện người ngủ đây là nó khỏe hết rồi. Nếu như ăn uống mà có thể ăn giùm được thì mình đã không đau đầu trong cái việc ăn uống của con cái. Nếu như thể dục thể thao mà có thể thay thế được thì mình đã không tối ngày nhắc nhở ông chồng mình, bà vợ mình đi tập thể dục thể thao. Thì chỉ khi nào nó hình thành cái nhận thức thôi, từ thời điểm đó cái sự khỏe mạnh chúng ta mới bắt đầu trên cái hành trình. Và khỏe mạnh
hành trình sức khỏe là mỗi ngày. Bởi vì đơn giản, cái đồ hình tiếp theo để các anh chị hình dung đơn giản nè. Các anh chị vẽ ra một cái mũi tên để thấy nó đơn giản hóa cuộc đời của con người nó như thế này nè. Nếu như đơn giản hóa cuộc đời của một con người, nếu đơn giản hóa cuộc đời của một con người thì nó chỉ gói gọn trong có hai chữ ra. Đó là sanh tử đây. Và con đường này dù muốn dù không thì theo thế giới vật lý này mỗi ngày nó đều ngắn lại, dù chúng ta có làm hay không làm gì thì mỗi ngày cái con đường này nó đều ngắn lại nếu theo thế giới vật lý này. Và chúng ta sẽ thường nghe người ta hay nói vui là gì, có nhiều cuộc đua trong cuộc đời, chỉ duy nhất có cuộc đua này là ai về sớm thì về đi, tôi về chậm chút cũng được. Đúng không? Chỉ duy nhất cuộc đua này nên là ta nói ai về sớm thì về đi, tôi về chậm chút cũng được. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu thấu suốt rồi, và ai đó nếu đã có thêm cái vũ trụ quan, các anh chị học lớp nội tâm thì có nhân viên cái lớp nào đó thầy cũng có nói cái đó, nếu ai thấu suốt nhân sinh mà hiểu thêm cái vũ trụ quan nữa thì lúc này có thể có một số người ta muốn về sớm. Cái này thì mình không bàn trong khóa này. Nó không thuộc nội dung của khóa này nên các anh chị có thể nghi vấn. Tuy nhiên đối với sức khỏe của một người thì phần lớn cái con đường này người ta đều muốn đó là nó dài chút, phần lớn người ta đều muốn nó dài chút. Và nó dài hay không á thì đoạn đường này nó có một người bạn đồng hành chúng ta đều sẽ thấy, đó chính là người bạn này, này. Người bạn mang tên là sức khỏe. Và đoạn đường này có dài ngắn như thế nào đi chăng nữa thì như đồ hình đầu tiên chúng ta có giao lưu, nó cũng là 24 giờ lặp lại thôi. Nên người ta nói trong sức khỏe, người ta nói sức khỏe nó là hàng ngày. Sức khỏe nếu đơn giản hóa một lần nữa thì người ta nói nó cũng không có khác gì cái việc ăn cơm hết trơn. Cơm thì ngày nào ăn nó thì ngày đó no, ngày nào chưa ăn thì ngày đó chưa no, và mỗi ngày đều phải ăn. Sức khỏe cũng vậy, ngày nào làm liên quan tới sức khỏe thì ngày đó khỏe, ngày nào làm chưa liên quan tới sức khỏe thì ngày đó chưa khỏe. Nên các cao nhân đi trước hoặc là các cô chú anh chị nào mà ở độ tuổi U50 trở đi thì sẽ thấu suốt thêm một điều, đó là tuổi thọ không mưu cầu quá 100, chỉ mong mỗi ngày đều khỏe. Tuổi thọ không mong cầu quá 100 mà chỉ mong là mỗi ngày đều khỏe. Hình dung ý này không ạ? Dạ. Rồi. Mà tuổi thọ không mưu cầu quá 100 mà chỉ mong mỗi ngày đều khỏe. Nếu ta thấu suốt nhân sinh cái đó. Ừ. Cho nên ngay chỗ này chúng ta sẽ phát hiện thêm một điều, đó là đời người của một người á, nó sẽ quyết định bởi sức khỏe, nhưng mà sức khỏe nó sẽ được quyết định bởi lối sống của chính họ, đó chính là mỗi ngày làm gì. Vì vậy trong khía cạnh về sức khỏe thì đơn giản hóa một lần nữa ta hay nói vui là gì, đó là học để điều trị bệnh á, thì cần nhiều năm tháng. Học để điều trị thì cần nhiều năm tháng, nhưng học để khỏe mạnh thì chỉ học có một ngày. Học điều trị thì cần nhiều năm tháng, nhưng học khỏe mạnh thì chỉ học có một ngày. Đây là một ngày chúng ta học làm gì liên quan tới tinh thần khỏe, một ngày học cái gì liên quan tới thể chất khỏe, một ngày học cái gì liên quan tới xã hội khỏe. Hình dung ý đầy không ta? Nó đơn giản vậy đó. Nên đây là một lộ trình
chứ nó không phải là một lần là khỏe luôn. Giống như cơm vậy đó, mình ăn một lần đâu phải no cả đời, mà là ngày nào cũng phải ăn. Hôm nay bạn ăn sơn hào hải vị thì ngày hôm mai cũng phải ăn lại nhé, nó mới no. Hôm nay bạn ăn dưa cải, mắm tôm, cơm trắng thì ngày mai cũng phải ăn lại để no, chứ không có ăn một ngày là no suốt đời. Sức khỏe nó cũng vậy. Hình dung ý này không ta? Dạ. Cho nên khi thấu suốt cái này rồi, bác sĩ sẽ không ai dám nói rằng sẽ giúp cho người ta khỏe mạnh, mà chỉ có thể nói là tôi có thể giúp bạn khỏe mạnh với điều kiện là bạn phối hợp với tôi. Với điều kiện là bạn phối hợp với tôi. Cho nên hàng ngày này, nếu mà đơn giản hóa một lần nữa nha, có nhiều thứ lắm nha, nhưng mà tính tới hiện tại thì chúng ta chưa giao lưu nhiều về khái niệm nguồn. Cho nên cả nhà giúp đỡ Vũ một điều, đó là trong xuyên suốt lộ trình này, cái ngày nào chúng ta nắm đến khái niệm nguồn nào thì chúng ta sẽ đơn giản hiểu và thấu suốt khái niệm nguồn đó ở mức độ cho phép. À, vậy thì tới giây phút này nè, để mình có thể đơn giản hóa thì các anh chị có thể hình dung bằng hình tướng nha, bằng hình tướng. Còn xuyên suốt trong lộ trình tiếp theo chúng ta sẽ làm đủ đầy thêm. Nhưng nếu nói về mặt hình tướng, tính tới giây phút này nè, về mặt hình tướng á, để hàng ngày khỏe mạnh thì nó có ba việc đơn giản để chúng ta làm. Nhưng tính tới giây phút này nha, việc thứ nhất là các anh chị làm gì đó Vũ không biết, nhưng mà mỗi ngày sau khi kết thúc hành trình hàng ngày của mình về, cái mình có một giấc ngủ ngon. Mình có một giấc ngủ tốt, giấc ngủ đạt chuẩn mỗi ngày. Cái ngủ xong rồi, cái sáng hôm sau cái thức dậy, thì làm sao thức dậy mà tỉnh táo, khỏe mạnh. Và cái việc thứ ba là làm sao từ lúc thức tới lúc khỏe, tới lúc ngủ mà anh ta vẫn khỏe. Việc thứ nhất là kết thúc hàng ngày về có một giấc ngủ ngon. Việc thứ hai là sau khi ngủ xong thức dậy thì khỏe mạnh tỉnh táo. Việc thứ ba là làm sao từ lúc thức cho tới lúc ngủ á, làm gì cũng được, làm gì để sức khỏe duy trì từ lúc thức tới lúc ngủ. Và lặp đi lặp lại như vậy, ngày nào cũng vậy, thì theo các anh chị sức khỏe của mình nó ổn chưa? Như đơn giản bằng hình tướng. Còn hiểu, hiển nhiên là cái nhân bên trong thì chúng ta sẽ cần bồi dưỡng sau, chúng ta làm rõ thêm cái nhân bên trong sau. Dạ. Nếu mà hàng ngày làm được điều này thôi thì mình thấy sức khỏe của mình nó đã tốt hơn dần. Dạ. Cũng tương đối rồi đúng không? Và giây phút cuối đời của con người thì ta mong muốn làm sao ngủ xong cái đừng mở mắt nữa. Đúng vậy không? Còn giấc ngủ ngon luôn là xong. Dạ. Nó đơn giản là vậy đó. Nếu mình đơn giản cái đồ hình cuộc sống của con người. Và chúng ta sẽ thấy cơ bản một điều là gì? Ai rồi cũng mất mà. Nhưng mà chúng ta được quyền chọn lựa cái cách mà cái giây phút cuối cuộc đời của chúng ta sẽ đi như thế nào. Nếu như ngay từ bây giờ mà chúng ta biết cách quan tâm sức khỏe của chính mình, thì ở độ tuổi 70-80 tuổi chúng ta vẫn còn khỏe mạnh về tinh thần, thể chất, xã hội. Lúc đó với chúng ta 70-80 tuổi, cái con cháu qua nhà chơi thăm mình, cái lúc đó mình còn khỏe mà, mình có thể cầm một cái hộp sữa trên tay nè, cái mình giỡn với con cháu. Con miếng ông miếng, con miếng bà miếng, con miếng ông miếng, con miếng bà miếng, giỡn với nhau rất là vui vẻ. Nhưng nếu không có sự chuẩn bị về sức khỏe và chưa có nhận thức về sức khỏe một cách rõ nét, thì ngay cái thời điểm đó 70-80 tuổi khi con cháu sang thăm nhà, không có giỡn vậy nữa mà chỉ có nằm một chỗ đợi người ta đút sữa thôi. Nhưng nếu thời điểm này mà chúng ta có nhận thức về sức khỏe và chúng ta trở thành cái thói quen đơn giản hàng ngày của chính mình, ở độ tuổi 70-80 tuổi còn khỏe mạnh, chúng ta có thể đi thăm bất kỳ một ai đó trong cuộc sống mà chúng ta muốn.
Nhưng nếu không có nhận thức đó, thì ở độ tuổi 7-80 tuổi, chị có thể nằm một chỗ chờ người khác tới đông. 7-80 tuổi, khi con cháu lập gia đình, thành gia lập thất, chúng ta còn rất khỏe mạnh. Cái chúng ta vô, nếu là nam ha, cái mặc cái áo vest, nữ thì mặc cái áo dài, ví dụ vậy. Cái đeo cà vạt rất đẹp lão, làm trưởng tộc được, cái phát biểu rồi rất là đẹp. Nhưng nếu thời điểm này mà chưa có quan tâm về sức khỏe, chưa có nhận thức về sức khỏe đủ đầy, cái tới độ tuổi tới đó thì cái thắt trước cổ nó không phải là cái cà vạt mà là cái ống thở, cái ống nước biển. Giây phút cuối đời của một người nếu như mà có quan tâm về mặt sức khỏe thì có thể ra đi một cách đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng nếu không có quan tâm về sức khỏe ngay từ những giai đoạn đầu thì có thể giây phút cuối đời nó muốn đi nó cũng cực. Và điều này chúng ta gặp rất nhiều trong giây phút cuối đời của một con người. Nên khi nhắc về sức khỏe, các anh chị đều biết một cái câu nói mà một trong những người có sức ảnh hưởng trên thế giới đã từng chia sẻ, đó chính là Steve Jobs, người đã sáng lập ra Apple. Ông nói một câu đơn giản: cái giường đắt nhất thế giới là giường bệnh. Tuổi còn trẻ và ông rất là hưng phấn, ông vì lý tưởng, ông vì cái này cái kia, ông cống hiến, ông không quan tâm tới sức khỏe và để lại rất nhiều thành tựu trong cuộc sống. Rồi tới giây phút cuối đời, trong cái độ tuổi còn rất trẻ, đáng lý ra là còn cống hiến gánh vác và còn làm được rất nhiều cho xã hội, nhưng ngay cái thời điểm đó cái sức khỏe nó ập tới, bao nhiêu cái lý tưởng khác đành phải dở dang. Lúc đó ông mới thốt nên một câu, đó chính là cái giường đắt nhất thế giới là giường bệnh, chứ nó không phải là giường 5 sao hay 7 sao. Và điều này chúng ta đều được, nếu ai quan tâm sức khỏe thì cũng đã từng biết cái bài viết này. Hay ví như đơn giản, mình có sức khỏe đây, cái mình có thể đi khắp nơi, đi chu du thế giới này với người thân yêu của mình. Vũ hay có cái hình ảnh vui để các anh chị dễ nhớ, đó là nếu mình có sức khỏe cái mình đi du lịch, ví dụ mùa này hay là mùa nào đó mình đi biển chẳng hạn, đi bãi biển chơi đi, mình ghé những một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam, của thế giới. Cái lúc này mình có thể một tay mình ôm người yêu của mình, một nửa cuộc đời của mình, một tay mình ôm eo, tay còn lại cái mình chỉ ra biển, cái mình nói bên em là biển rộng. Còn khi mà sức khỏe không đủ đầy, lúc này nằm trên giường bệnh, nhìn trái nhìn phải thì thốt lên: biển một bên và em một bên. Một bên là cái chai nước biển nó treo lòng tàu, bên là em y tá. Biển một bên và em một bên. Vậy thì các anh chị muốn hình ảnh nào? Các anh chị muốn bên em là biển rộng, hay các anh chị muốn biển một bên và em một bên? Tất cả đều là do cái sự chọn lựa của mình ngay từ thời điểm này. Hình dung ý này không ta? Dạ. Có rất nhiều. Nên là cuộc sống này là của chính mình, chúng ta được quyền chọn lựa. Hiển nhiên chúng ta trong lớp nội tâm chúng ta đều nghe đó là cuộc đời của con người thì do gì, trước khi có tư duy thì do tổng niệm quyết định. Nhưng mà sau khi có tư duy rồi thì cũng do tổng niệm quyết định, nhưng mà chúng ta được quyền lựa chọn. Thì thời điểm này khi chúng ta có nhận thức về sức khỏe, có tư duy về sức khỏe, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái cách mà chúng ta sống trong cuộc sống này khi có người bạn sức khỏe bên cạnh mình. Và cái hành trình này nó dài thì nó cũng tốt rồi, nhưng nếu nó có ý nghĩa, có giá trị và tạo lập được cho xã hội nữa thì rõ ràng nó sẽ có ý nghĩa giá trị hơn. Nên thầy cô cũng từng nói chỗ này, đó là đời người ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào ngộ ra. Đời người ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào ngộ ra. Thì chỗ này nó đơn giản để chúng ta có thể thấy rằng sức khỏe nó là một trong những cái yếu tố giúp cho cuộc đời của chúng ta nó có ý nghĩa, nó có giá trị hơn. Quyển sách dày mỏng nó không quan trọng, mà quan trọng bên trong nó ghi gì. Cuộc đời cũng vậy, ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào ngộ ra. Thì một trong những cái yếu tố cần học trong cuộc đời này, đó chính là học liên quan tới sức khỏe. Vậy thì hàng ngày này có nhiều cách, gói gọn chung quy lại, nếu đủ khái niệm nguồn thì nó còn là có một từ thôi,
Nhưng về mặt hình tướng, trong giây phút này, hàng ngày, anh chị có thể ghi 6 điều cơ bản. Nếu làm được điều này, thì từ lúc thức tới lúc ngủ, có thể anh ta khỏe mạnh, hay còn gọi là dưỡng sinh cơ bản. Và có 6 điều cần làm ở chỗ này. Và tất cả những gì mà mình giao lưu từ đầu buổi tới giờ, tới hiện tại, Vũ tin là tất cả chúng ta đều biết. Chỉ con cá là không ai xuyên nhắc thôi. Đúng không? Có phải là từ đầu buổi tới giờ nói gì ra mình cũng hiểu đúng không? Nói gì ra mình cũng biết đúng không? Dạ. Nhưng chỉ con cái là ai xuyên nhắc hay không xuyên nhắc thôi. Vậy thì ở đây khi nói với sức khỏe, chúng ta xuyên nhắc một chút trong cuộc sống. Và một trong những đối tượng mà cần phải xuyên nhắc nhở trong cuộc đời này, đó chính là người thân yêu của mình. Bởi vì con người thì không thích dạy dỗ, nhưng mà ta thích nhắc nhở. Dạ. Rồi, có 6 điều chúng ta cần làm. Dạ. Đó là không đợi khát mới uống. Không đợi khát mới uống. Không đợi khát nước mới đi uống. Dạ. Thứ hai, không đợi đói mới ăn. Không đợi đói mới ăn. Thứ ba, không đợi mệt mới đi nghỉ. Thứ tư, không đợi buồn ngủ mới đi ngủ. Dạ, ngủ thì tốt cho sức khỏe, nhưng mà không phải giờ này. Dạ, giờ này anh ta giao lưu sức khỏe. Dạ. Rồi. Thứ năm, không đợi bệnh mới đi khám, mà nên đi khám định kỳ. Và thứ sáu, không đợi già rồi mới hối hận. Mở ngoặc để lý giải câu này, nếu không tưởng nhầm là hối hận khi còn trẻ thì nó lại không ổn. Dạ. Mở ngoặc để lý giải câu số 6 là còn trẻ thì chưa hiểu chuyện, nhưng khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa. Còn trẻ thì chưa hiểu chuyện, nhưng khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa. Còn trẻ thì chưa hiểu chuyện, nhưng khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa. Thì ý của câu số 6 không phải khuyên mình hối hận khi còn trẻ, mà là khuyên mình hiểu biết những điều cần thiết sớm nhất có thể. Và một trong những điều mà cần hiểu biết sớm đó chính là sức khỏe. Còn nếu chúng ta mở rộng ra theo góc nhìn của nội tâm thì có 4 điều cần hiểu biết sớm nhất có thể. Đó là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Dạ. Không đợi khát mới uống, không đợi đói mới ăn, không đợi mệt mới đi nghỉ, không đợi buồn ngủ mới đi ngủ, không đợi bệnh mới đi khám, không nên đợi già rồi mới hối hận. Còn trẻ thì chưa hiểu chuyện, nhưng khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa. Ý nói là nhanh chóng hiểu biết những điều cần thiết của cuộc đời khi còn trẻ. Dạ. Bởi vì chúng ta sẽ thấy á, chúng ta không thể đủ thời gian để làm mọi việc, nhưng chúng ta có đủ thời gian để làm những việc quan trọng của cuộc đời. Các anh chị ghi cái câu nói đó giúp Dũng. Chúng ta không có đủ thời gian để làm hết tất cả mọi việc, nhưng chúng ta có đủ thời gian để làm những việc quan trọng của cuộc đời. Chúng ta không có đủ thời gian để làm hết mọi việc, nhưng chúng ta có đủ thời gian để làm những việc quan trọng của cuộc đời. Vậy thì những việc gì là những việc quan trọng? Nếu đơn giản hóa thì những việc liên quan tới nội tâm, liên quan đến sức khỏe, liên quan đến mối quan hệ, liên quan tới tài chính. Còn trong góc nhìn của sức khỏe thì có một câu các anh chị cũng cần tham khảo.
đó là trên hành trình sức khỏe, thuận duyên tạo dựng tài chính. Đừng để trên hành trình tài chính phải nỗ lực tìm kiếm lại sức khỏe. Trên hành trình sức khỏe. Trên hành trình sức khỏe. Thuận duyên tạo dựng tài chính hay là tạo lập giá trị để mở rộng tài chính. Đừng để trên hành trình tài chính phải nỗ lực tìm kiếm lại sức khỏe. Và thường trong xã hội bây giờ, các chị thấy người ta đang trên hành trình tài chính, đang nỗ lực tìm kiếm lại sức khỏe thì nó uổng. Dạ. Trên hành trình sức khỏe, thuận duyên tạo lập giá trị, mở rộng tài chính. Trên hành trình sức khỏe, tạo lập giá trị, mở rộng tài chính. Hoặc trên hành trình sức khỏe, thuận duyên tạo dựng tài chính. Ghi câu nào cũng được. Các anh chị thấy câu nào hợp với mình thì mình ghi. Tham khảo thôi. Dạ. Đừng để trên hành trình tài chính phải nỗ lực tìm kiếm lại sức khỏe. Bởi chúng ta phát hiện ra một điều. Nếu như có tiền mà có sức khỏe thì người giàu đó không bệnh. Nếu ai đó nói sức khỏe là vàng thì chủ tiệm vàng đó không bệnh. Nhưng phát hiện là chủ tiệm vàng cũng bệnh. Vậy thì sức khỏe nó không phải là vàng. Bởi vì vàng nó chưa mua lại được sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta biết cách sử dụng tiền thì sức khỏe sẽ đảm bảo hơn. Hình dung ý này không ạ? Nên nếu như có tiền mà có sức khỏe thì người giàu đã không bệnh. Nếu như có bằng cấp, có địa vị mà có sức khỏe thì bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ đã không bệnh. Còn nếu nói tuổi trẻ mới có sức khỏe thì bữa nào các anh chị rảnh, các anh chị ghé Nhi Đồng á, là các anh chị coi nghe tuổi trẻ có khỏe không. Vậy thì người khỏe mạnh là người có nhận thức, có quan niệm về sức khỏe. Hình dung cái này không ạ? Rồi. Hình dung ha. Rồi. Cảm ơn chị Nguyệt Đỗ. Dạ. Mình hiểu theo hướng ánh sáng, không chấp vô ngôn từ. Bởi vì cái lời chia sẻ đó là lời của tiền nhân, những người đi trước. Thì mình ghi lại nguyên văn để mình gì tôn trọng cái lễ với tri thức. Còn khi mình hiểu thì mình sẽ hiểu theo cái hướng ánh sáng, rồi dần dần cái mình kiến tạo lại. Nhưng giai đoạn ban đầu thì mình phải lấy cái biết của xã hội trước. Dạ. Và tới một giai đoạn, nếu học nội tâm rồi thì các anh chị sẽ nhớ thêm một cái nữa, đó là ngôn từ thì nó quan trọng. Nhưng mà cái gì, cái năng lượng nó chuyên chở ngôn từ nó còn quan trọng hơn. Mình không có chấp vô hình tướng mà mình chấp vô cái kết quả. Rồi sau này khi mà chúng ta bắt đầu đủ nhận thức rồi thì lúc đó mình kiến tạo lại. Dạ. Giống như đơn giản, hình tướng cũng là cây roi nè, cũng là đánh con. Nhưng mà tại sao có đứa trẻ đánh thì nên người, có đứa trẻ đánh thì nó lại chưa nên người. Dạ. Rồi cũng là cái lời nói nặng, cũng là chửi thề, cũng chửi nặng nhẹ, nhưng mà có người thay đổi vận mệnh, nhưng mà cũng là lời nói ngon ngọt, lời nói tốt, thì tại sao là người ta lại chưa thay đổi? Nó quan trọng là cái năng lượng chuyên chở ngôn từ đó, cái nguồn năng lượng chuyên chở. Rồi sau đó cái mình thay đổi lại, đó là vừa cái nguồn năng lượng chuyên chở phù hợp mà ngôn từ nó kiến tạo hình ảnh, ngôn từ theo hướng ánh sáng nữa thì tốt hơn. Cho nên ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng những ngôn từ của xã hội để mình lấy cái biết trước, rồi sau đó từ những ngày tiếp theo á, chúng ta mới sẽ thắp ánh sáng lên và chúng ta mới kiến tạo lại ngôn từ lại. Bởi vì ngay giây phút này mà mình lấy những ngôn từ mà ánh sáng quá thì xã hội người ta chưa nắm. Giống như nói tới sức khỏe thì dù là cái từ sức khỏe thôi, nhưng mà phần lớn xã hội á, thì cũng nghĩ tới bệnh tật không à. Nên là mình sẽ kiến tạo thắp từ từ lên cho nó sáng dần dần lên. Dạ. Còn hiển nhiên trong cộng đồng
trong các anh chị về học về mentor, master, mentor, master thì các anh chị quá ok rồi, các anh chị cứ kiến tạo ra thôi. Dạ. Và định hướng của chị Nguyệt Đỗ chị ghi trên khung chat là tốt đó, là cái đó là mình hướng tới đó, là mình sẽ bắt đầu điều chỉnh theo hướng đó đó. Hả? Uống trước khi khát, hả? Ăn trước khi đói, nghỉ trước khi mệt, ngủ trước khi buồn ngủ, khám trước khi bệnh, hiểu biết trước khi già. Thì ngôn ngữ đó, ngôn ngữ này nè, nó cũng tương đối sáng rồi đó. Dạ. Thì yếu tố này với con trẻ là mình có thể dùng được nè. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Tới đây là mình nói về hình tướng nha. Còn trong vài ngày tới khi đủ khái niệm nguồn, cái mình quay lại chỗ này, cái mình làm rõ lại. Nó có trọng điểm đơn giản lắm, nó chỉ có một từ thôi. Nhưng mà giây phút này khái niệm nguồn chúng ta chưa có nắm nhiều á, cho nên là mình lấy trước từ từ một chút. Dạ. Dạ. Rồi. Tại sao mình lại nói cái đó? Đây, cảm ơn chị Nguyệt Đỗ có bối cảnh của mình nói luôn ha. Có bối cảnh mình nói luôn ha. Đây. Đúng ra tới học phần quan niệm mới nói này, tại nó thuộc về quan niệm. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ luôn cái chỗ này. Đó là phần lớn khi nhắc về sức khỏe, nhưng mà trong nhận thức nội tâm của con người á, thì hình ảnh trong tâm trí của họ nó lại là bệnh. Đây mình kiến tạo lên nè, nó thuộc về cái học phần quan niệm nhưng mà có bối cảnh chỗ này, cho nên mình chia sẻ luôn. Đây, ở đây em cũng thấy phụ nữ nhiều nè, cho nên cho phép em lấy ví dụ từ phụ nữ luôn ha. Dạ. Đây, chỗ này. Nếu khi nhắc về phụ nữ á, chúng ta sẽ thấy nè. Đây, có hai cái này ha, hình dung đơn giản nè. Đây là lộ trình chúng ta làm để các anh chị hình dung. Khi chúng ta nhắc về chỗ này nè. Đây, cụ thể một chút. Mình chia sẻ trước. Khi nhắc về cái biết của một người, khi nhắc về cái biết của một người giống như về sức khỏe đi, thì tất cả chúng ta ở đây ngủ tin chắc khi nhắc tới sức khỏe ai cũng biết hết trơn, nhưng mà biết theo cái hướng nào thôi, mà biết ít hay biết nhiều thôi, nó phụ thuộc vô nghi vấn của mỗi người. Nên khi nhắc về cái biết thì các chị sẽ thấy có hai chiều hướng. Một á, đó chính là cái chiều hướng có lợi. Hai á là chiều hướng bất lợi. Nếu đơn giản thì nó có hai cái xu hướng như thế này. Nếu đơn giản hóa thì nó có hai cái xu hướng như thế này, có lợi và bất lợi, hay chưa có lợi. Ví dụ một cái nhận thức trong cuộc sống mà chúng ta thường gặp nè, đó là cái nhận thức liên quan tới cái từ này, tới cái thuật ngữ này, đó là một cái tư duy này nè, nó gọi là tư duy tích lũy. Tư duy tích lũy, tích lũy là gì đó không biết, nhưng mà nó sẽ bội tăng theo thời gian thì gọi là tích lũy. Hiểu đơn giản là vậy. Mà khi nghe tới tích lũy thì phần lớn chúng ta sẽ nhớ trong cuộc sống đó, hình ảnh đầu tiên mà chúng ta đơn giản mới có thể liên tưởng đó là tích lũy về tài chính. Tích lũy về tài chính. Và trong cái biết của Vũ á, trong cái biết của Vũ về cái khía cạnh tích lũy này á, thì thường là phụ nữ sẽ làm tốt hơn nam giới. Thường thôi nghe, chứ không phải ai cũng vậy nghe. Nhưng mà trong cái biết của Vũ á, trong cái hiện thực và Vũ biết, thì phần lớn là phụ nữ làm tốt hơn. Ví dụ như mẹ của Vũ á, thì về mặt tài chính tích lũy, làm việc thì tốt hơn cha. Dù là cha là người tạo dựng tài chính nhiều, nhưng mà cái tích lũy về tài chính thì phụ nữ tốt hơn. Dì, mợ, chị dâu, thậm chí là vợ Vũ, thì cái điều này cũng làm tốt hơn cánh đàn ông. Giống như trước đây khi mà hai chồng Vũ mới cưới nhau á, thời điểm đó thì Vũ làm ba bốn công việc cách đây khoảng hơn chục năm á, thì thu nhập khoảng 20 triệu một tháng, gom hết tất cả công việc đó lại, ba bốn công việc,
Vợ Vũ đi dạy thì mỗi tháng được khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Nhưng mà khi hữu sự cần cái tiền để xử lý, cần 20 triệu để xử lý vấn đề, thì cái người thu nhập 20 triệu á, không có đồng bạc. Còn người phụ nữ đi dạy 1 tháng 2 triệu mấy thôi, nhưng lại có 20 triệu xử lý vấn đề. Và cái biết của Vũ á, thì khi có vấn đề xảy ra cần tiền thì mẹ Vũ là xử lý, chị dâu Vũ là xử lý, cô dì mợ, còn mấy mấy cậu mấy mấy anh thì thường là dù làm tiền nhiều hàng ngày nhưng tới lúc đó không biết được xử lý. Cái này gặp nhiều không, phần lớn thôi nghe, chứ không phải ai cũng vậy, mà ở phụ nữ nông thôn thì chúng ta thấy rõ. Nên thường mấy chị hay nói là gì, cái nhà này không có tôi là tiêu rồi. Nhưng mà khổ nổi gì nè các anh chị, nhắc tới cái này định giật mình ha. Khổ nổi là phần lớn á, phụ nữ á, là tư duy tích lũy theo chiều hướng bất lợi. Đó là thường dành tiền để dành cho gì? Cho rủi ro là chính. Cho nên là cứ mỗi lần mà đủ tiền cái rủi ro nó tới, đủ tiền cái rủi ro nó tới để cho xử lý. Nên mấy chị thấy mình hay. Nhưng nếu mà học theo công thức cội nguồn á, liêm chính nội tâm mà luận theo công thức cội nguồn thì nói một câu này nè, nếu cuộc đời này không có em chắc rủi ro nó không tới. Mày cái giây phút mà rủi ro ta xử lý xong rồi mà con nói câu đó thì chắc sinh mạng mình cũng không còn. Đúng không? À. Nhưng mà vốn dĩ cái tư duy tích lũy này là cái tư duy tốt, bởi vì nó giúp bội tăng trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái hình tướng nè. Cái chỗ này các chị sẽ thấy nè, một trong những cái tư duy về sức khỏe mà chúng ta hay còn gọi là cái nhân sâu bên trong của mình đó, từ nhỏ tới lớn đã được gieo một cái nhân về sức khỏe mà nó không tốt, nó không có lợi. Nói ra là nhớ liền, gần như ai cũng nhớ nè, đó là được lúc nào cũng được khuyên câu, còn trẻ thì ráng đi làm để dành tiền để gì, còn trẻ ráng đi làm để dành tiền để gì các chị, để về già trị bệnh. Nên cái cuối cùng còn trẻ nỗ lực tích lũy tiền, cái về già đem đi trị bệnh hết, có ai có dư giả gì đâu. Nên già thì bệnh à, đã sẵn sàng cho yếu tố đó rồi nhưng mà không chịu nói là cái gì, còn trẻ đi làm thì dùng đồng tiền để bảo dưỡng sức khỏe, đầu tư cho sức khỏe thì không ai nói, mà cứ nói là còn trẻ đi làm ráng để dành tiền để về già trị bệnh. Nên cuối cùng các anh chị thấy lúc đi làm dù làm rất cực nhưng không thấy bệnh tật gì đó, nhưng vừa về hưu cái thôi là bệnh tật nó phát sinh, vừa về hưu cái thôi thì gần như bệnh nặng nó phát sinh, mà trong quá trình đi làm đi khám không ra bệnh. Có thấy không, có thấy nhiều trường hợp này không? Bởi vì ngay từ nhỏ đã gieo một cái nhân này, một cái hạt giống lâu năm, một cái hạt giống bệnh lâu năm, mà cái hạt giống đó vừa về hưu lớn một phát, một theo xã hội nhận thức là già thôi, thì cái quả nó trổ liền, lúc đó chỉ có đi hái quả là đi trị bệnh thôi đó. Nên là lời khuyên này dành cho giới trẻ, cuối cùng mình đã được gieo cái nhân đó từ nhỏ, nhưng khi mình có nhận thức về sức khỏe cái mình điều chỉnh lại, đó là còn trẻ đi làm thì lấy tiền để bảo dưỡng sức khỏe thì nó khác. Thì chỗ này chúng ta vẫn giữ cái tư duy này nhưng chúng ta làm ngược một chút, đó là tích lũy để dành cho điều tốt đẹp chứ đừng dành cho điều rủi ro nữa. Và hiển nhiên điều tốt đẹp như thế nào thì mỗi anh chị phải tự liệt kê ra. Thì cái hình tướng nó đơn giản như thế này, là ai đó hồi xưa tới giờ mà nước tư duy cái biết theo hướng bất lợi thì dừng lại, mà ngay thời điểm này cái mình huân tập, mình dịch chuyển, mình huân tập cái tư duy theo chiều hướng có lợi, và phần đời còn lại của mình cái mình huân tập tiếp những gì liên quan tới khái niệm nguồn có lợi. Trong trường hợp này là khái niệm nguồn có lợi cho sức khỏe, để cái biết của mình theo chiều hướng có lợi nó tăng dần theo thời gian, thì như vậy cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ thay đổi nhanh chút. Ở đây cũng vậy, dịch chuyển sang đây thì cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta
bồi tăng những gì chúng ta đang có một cách tốt đẹp hơn. Cụ thể trong sức khỏe, cụ thể trong sức khỏe, ví dụ khi nhắc về phụ nữ nè, khi nhắc về phụ nữ, một cái thuật ngữ mà chúng ta đều biết đó chính là estrogen nè. Estrogen. Các chị đều biết cái thuật ngữ này đúng không ạ? Dạ. Cái hướng tới là nhận thức, tại vì chính cái nhận thức lúc đó nó mới triệt để hơn, nó rõ hình, nó rõ khái niệm hơn. Còn tư duy trong thời điểm đó chỉ rõ khái niệm, hình nó chưa chắc rõ. Còn khi tư duy rồi thì có lúc làm có lúc không, nhưng mà thành nhận thức rồi thì nó trở thành cái thói quen hàng ngày. Nên cái hướng tới của mình là cái nhận thức, bởi vì nhận thức nó mới dịch chuyển một cách rõ nét, còn tư duy thì chưa. Rồi, estrogen, các chị biết cái này hết đúng không? Dạ, ai mà chưa biết cái này thì quay sang người bên cạnh, nhìn thẳng mắt họ, hỏi họ mình có phải phụ nữ không? Đàn ông có estrogen không? Có không? Dạ. Đàn ông cũng có estrogen, nhưng mà ít hơn ở phụ nữ. Tương tự ở phụ nữ thì cũng có testosterone, nhưng mà ít hơn ở đàn ông. Estrogen hay còn gọi được đơn giản, nó gọi là nội tiết tố nữ, nó quy định tính nữ, có rất nhiều vai trò. Vậy thì các anh chị có thấy nhiều người đàn ông nhưng mà estrogen nhiều hơn không? Nhiều người đàn ông mà estrogen cao hơn testosterone không? Có. Nó chính là cơ thể của đàn ông nhưng mà đặc tính là phụ nữ. Và ngược lại, có nhiều người phụ nữ nhưng mà testosterone nó cao hơn estrogen, nên cơ thể là phụ nữ nhưng mà tính cách đặc tính là đàn ông. Và bởi vì giới tính thứ ba đã được công nhận, cho nên không có gì phải ngại khi nhắc về điều này, cũng không có gì phải kỳ thị, bởi nó quá bình thường, ta công nhận rồi đâu có gì phải ngại. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, estrogen ở đâu tiết ra, ở đâu tiết ra estrogen? Dạ. Và chúng ta sẽ phát hiện ra một điều đặc biệt. Chúng ta biết rất nhiều thứ trong cuộc đời, chỉ có những cái thuộc về mình thì hình như mình không biết. Đúng không? À, chúng ta biết rất nhiều thứ trên cuộc đời này, duy chỉ có những cái mà thuộc về bản thân mình thì gần như và phần lớn là mình biết nó không rõ. Giống như năm xưa, cái Vũ chia sẻ về sức khỏe sinh sản ở vị Thanh Hậu Giang á, cách đây nó khoảng 12 năm, 2012, 13. Cái đợt đó cái chia sẻ xong, cái có một cái cô đó đó, cổ khoảng năm mấy tuổi giai đoạn đó đó, 53 tuổi nếu nhớ không nhầm. Cái cổ ôm Vũ, cái cổ nói cảm ơn con nghe Vũ, nhờ con mà cô biết cái thận nó nằm ở chỗ này, tại sau lưng cái chỗ này nè đó. Tới bây giờ cô biết là cái thận nó nằm ở chỗ này. Cái Vũ hỏi vậy chứ hồi xưa tới giờ cô tưởng nó ở đâu? Cái cổ chỉ dưới đó, cô nói à, hồi xưa tới giờ cô tưởng cái thận nó nằm ở kia không à, cái là cô tưởng cái tinh hoàn của đàn ông á là hai cái thận. Cái Vũ cười, Vũ hỏi cô ơi vậy thì phụ nữ có thận không? Nó có chứ, phụ nữ có thận chứ con. À vậy thì nếu như hai cái đó là hai cái thận á, vậy thì thận của phụ nữ nằm ở đâu?
cái cổ cười há há lên cái tôi nói ừ há, thì ngay cái thời điểm đó là cổ nhớ luôn suốt cuộc đời là cái thận nó nằm ở vị trí này, à, nó nằm ở vùng eo đi ngang ở mức tương đối, thận phải thấp hơn cái thận trái, à, nằm ở vùng này, cái đoạn eo đi ra hướng sau lưng đó, thì cổ mới biết ồ cái thận nằm đó. Và các anh chị đã đặc biệt các chị có tin là rất nhiều chị em phụ nữ tới bây giờ cũng không biết tử cung nó nằm ở đâu không? Có tin không? Có tin là nhiều chị em phụ nữ không biết cái tử cung nằm chỗ nào, các chị có tin không? Dạ đó, nhiều lắm đó nghe, chứ không giỡn đâu nghe. Nên là chúng ta biết nhiều thứ trong cuộc đời nhưng mà phần lớn những cái thuộc về mình á thì phần lớn mình cũng cũng chưa nắm thiệt đó nghe. Những cái thuộc về cơ thể này nè chúng ta sở hữu đó nhưng mà chúng ta chưa có nắm rõ về nó. À, đặc biệt chỗ này riêng về phụ nữ thì chỗ này là cần phải nhớ, bởi vì cái này nó cực kỳ quan trọng đối với phụ nữ, hay là trong dinh dưỡng học, trong thức ăn này kia nó có một thứ mà phụ nữ là phải yêu mến, đó là mỡ. Phụ nữ là cái cực kỳ thích mỡ mới đúng nghĩa, mới đúng bài. Tại hỏi thiệt nè, nó liên quan tới chỗ này nè, phụ nữ có muốn là làm ngực đẹp không, ngực to không? À, rồi vậy thì phần ngực có phải phần lớn là mỡ không, đúng chưa? Có phải phần lớn ngực là mỡ không? À, cho nên phụ nữ là phải yêu thích mỡ, tại vì cái phần mỡ đó đó nó sẽ làm cho ngực đẹp, nó làm cho mông đẹp. Nhưng khổ nỗi cuộc đời là gì, nó không đưa lên trên, nó không đưa xuống dưới, mà nó hay gom vô giữa. Không tách lên trên, nó không tách xuống dưới, mà nó gom vô một ở giữa, nên mấy chị hận mỡ luôn trong suốt cuộc đời này. Trong khi mỡ á, thì nó quan trọng đối với phụ nữ, đúng vậy không? Vậy thì estrogen là một trong những cái vai trò quan trọng đối với cái dáng của phụ nữ muốn đẹp. À, estrogen rất quan trọng. Nếu có thể dùng một cái từ thay thế hay là đại diện, hoặc là cái từ nào để dễ liên tưởng hơn, thì thường phụ nữ sẽ nhớ tới cái từ là kinh nguyệt nè. Nó có liên quan tới cái này, hiển nhiên nó có nhiều vai trò. Và cái nơi để tạo ra cái estrogen, như các anh chị đều biết, nó nằm ở ở buồng trứng và tuyến thượng thận, hay cụ thể một chút đó là ở nang trứng, à, nang trứng và tuyến thượng thận. À, và bởi vì nó liên quan tới yếu tố này một cách rõ nét cho nên nó sẽ tiết ra mạnh mẽ vào cái giai đoạn dậy thì ở phụ nữ. Và khi estrogen được tiết ra, cái đầu tiên là gan với tim á, là hai cái cơ quan đầu tiên nó hoạt động mạnh mẽ để nó phân bổ cái cholesterol. Đó, nó đưa cái cholesterol về ngực, về mông để ra dáng thiếu nữ, hay dân gian người ta gọi là để hình thành nên cái thế ngực tấn công mông phòng thủ đó, để ra dáng thiếu nữ. À, rồi sau đó làm gì, nó bắt đầu làm cho tóc sẽ mọc ra nhanh, dài ra đen hơn, óng mượt hơn, rồi phát triển một số biểu hiện của cơ quan sinh dục như lông mu bắt đầu mọc, rồi nó giúp cho xương chắc khỏe hơn, vân vân và vân vân. Đó, nhiều cái yếu tố khác mình cực kỳ quan trọng tới cái estrogen này. Thứ hai, nó có rất nhiều vai trò chứ nó không phải chỉ có vai trò trong cái hình hình thức của cái ra dáng của thiếu nữ không. Nên các chị sẽ thấy nè, nó giúp đỡ cho cái hoạt động của tạo xương chắc khỏe tốt hơn. À, bởi vì cơ thể nó đồng thời đều có hai cái quy trình, đó là quy trình tạo xương và quy trình hủy xương. Mà khi còn trẻ, cái quá trình tạo xương nó tăng trưởng, cái quá trình hủy xương nó chậm hoặc không diễn ra. Nhưng mà khi tiền mãn kinh, mãn kinh thì cái quá trình tạo xương nó giảm dần lại, quá trình hủy xương nó tăng dần lên. Nên estrogen nó còn liên quan mật thiết tới cái sức khỏe của xương khớp. Nó cực kỳ quan trọng. Vậy thì lúc mà có bầu á, à, thì estrogen còn tiết ra không? Lúc có bầu á, lúc có thai á, estrogen còn tiết ra không? Thấy chưa? Đó, tới của mình mà mình không biết luôn đấy chưa?
lúc mà có thai estrogen sẽ được tiết ra mạnh mẽ hơn nữa, nhưng mà bắt đầu nơi khác nó tiết. Khi vừa cấn thai thôi, khi tinh trùng gặp trứng ra và biểu hiện vật chất của nó là ở 1/3 của đoạn vòi trứng, thì lúc đó phát hiện xong á, vừa cấn thai một cái buồng trứng nó sẽ tiết ra estrogen trước, nó feedback về, nó quay về cái vùng dưới đồi nè, vùng hạ đồi nè, nó báo với tuyến yên, nó nói có bầu nghe bạn, tôi có bầu rồi nghe, nó có bầu hả, cái bắt đầu nó tiết ra cái hormone, nó quay về về vùng trứng, nó nói ồ nó có bầu đó nghe, đừng rụng trứng nữa nghe. Cho nên đó là lý do tại sao có thai không hành kinh, cái trứng nó ngừng rụng nữa, ngừng lại chỗ đó, cái ngay thời điểm đó buồng trứng nó ngừng tiết ra estrogen, cái estrogen, cái nên nhường cái vai trò tiết estrogen lại cho cái rau thai hay còn gọi là nhau thai. Hiển nhiên cái tuyến thượng thận nó vẫn còn cái vai trò đó. Rồi vậy thì thời điểm này cái rau thai nó sẽ tiết ra mạnh mẽ hơn để làm hai việc, một là nó đưa cái này nè, còn một loại nữa nha, nhưng mà thường ta lấy cái này đại diện đó là progesterone á, thì cái này nó sẽ đưa về ngực, nó báo về ngực là có con rồi nghe, chuẩn bị đi, cái ngực bắt đầu căng ra, cái các nang sữa bắt đầu nó hình thành dần lên, nó to dần để nó tạo ra sữa và trữ sữa, hay trong dân gian còn gọi là cái trái sữa. Nên khi có bầu cái rờ cái phần ngực mình thấy nổi cộm lên, mà một số bạn mà chưa có cái học tiền sản hay chưa có biết về sức khỏe sinh sản trong giai đoạn đầu cũng hơi sợ một chút, tưởng nó có khối u gì đó, nó không phải nha, nó là các nang sữa, nó là trái sữa đó, ở quê ở dân gian gọi là trái sữa, để nó chuẩn bị sữa sẵn để khi sanh con xong là có sữa cho con bú. Thứ hai là nó sẽ làm cho cái việc thẩm thấu tốt hơn để nuôi dưỡng thai nhi tốt hơn, đó là cái vai trò của estrogen. Người đã cắt tử cung rồi thì nó vẫn còn, bởi vì cái tiết ra nằm ở buồng trứng mà, với tuyến thượng thận, chỉ có cái là nó sẽ ảnh hưởng tới một vài cái yếu tố nội tiết, nên là mình cần phải biết cách bồi dưỡng dưỡng sinh vân vân, cải thiện thêm đó. Rồi đó là cơ bản về cái estrogen nha, còn nhiều lắm nhưng mà cơ bản các anh chị nắm vậy. Nhưng cái mình cần tìm hiểu là ngay chỗ này nè, có bối cảnh của chị Nguyệt Độ nhắn á, cái mình làm rõ chỗ này đây, cái biết của con người về estrogen về kinh nguyệt phần lớn thì theo chiều hướng bất lợi. Ví dụ nè, mình lấy cái từ kinh nguyệt đại diện trong cái ví dụ này, đó là thường hỏi gì nè, vậy thì rối loạn kinh nguyệt bị gì, rối loạn kinh nguyệt bị gì, kinh nguyệt không đều thì bị sao, theo cái biết của cả nhà một người mà rối loạn kinh nguyệt bị sao ạ? Người rối loạn kinh nguyệt bị gì các anh chị? Dạ, yên tâm, trong lộ trình của chúng ta nó sẽ có cái học phần dinh dưỡng, nên cả nhà tới đó mình sẽ có tư duy dinh dưỡng cho sức khỏe. Dạ. Rồi, kinh nguyệt không đều, cái đầu tiên các anh chị sẽ thấy nè, đó là nổi mụn hay còn gọi là sấu, da sấu. Hơn 90% phụ nữ khi hỏi rối loạn kinh nguyệt bị gì, đầu tiên sẽ trả lời là da xấu. Bởi đặc tính của phụ nữ là yêu cái đẹp, cho nên phụ nữ là sợ xấu hơn sợ chết. Đúng không? Nên có câu chuyện hài là nhiều người bắt đầu như muốn tự giận, hỏi làm gì, nó treo cổ xong le lưỡi thấy gớm lắm, cái nghĩ tự tử. Hỏi làm gì nữa, nó nhảy cầu, nhảy cầu 3 ngày sau nó mới nổi lên, mà nổi lên cái đít, nó nổi lên cái bụng, nó phình lên, nó gớm, cá nó rỉa này kia thấy ghê quá, cái nghĩ nhảy. Mọi lời khuyên đều vô nghĩa, chỉ cần nó liên quan tới nhan sắc sẽ cân nhắc. Rồi da xấu ha, cái xấu ở đây nhiều thứ đây, đầu tiên cái chuyện có thể thấy là liên quan tới da ha. Da xấu thì dễ thấy yếu tố của da xấu đó, nó dẫn tới ví dụ như là mụn nè,
sạm nám nè, vân vân. À, nên là mấy cái mà chúng ta có thể hình dung. Hay yếu tố khác như là bắt đầu tóc rụng nè. Rồi dễ thấy là cáu gắt nè. À, nên thường mấy ngày này thường cánh đàn ông á, họ sẽ ít nói hơn bình thường, họ dễ thương hơn bình thường, họ thường hay nói là em làm gì cũng đúng cho mấy ngày này. Muốn bảo toàn sinh mạng thì mà ổng sẽ nói gì đó. À, em làm gì làm đừng cắn anh nghe. Ví dụ vậy. À, là liên quan gì nữa, liên quan tới giấc ngủ nè. À, mất ngủ nè. Là liên quan tới gì nữa? À, ăn kém nè, ăn không ngon nè, lạc miệng nè. À, bởi gì nữa? À, dễ thấy nhất là đau bụng nè. Có người đau nặng tới nỗi đau lan tới vùng lưng luôn. À, bởi gì nữa? Nặng hơn nữa thì bắt đầu sẽ phát hiện đó là một trong những nguyên nhân những tế nang đa nang nè, nhân xơ nè, rồi có cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới hiếm muộn nè. Tại hai vợ chồng không có canh được cái ngày đụng trứng á, nên nhiều lúc là mỗi gói chùng chân rồi nó cũng chưa rụng nên hiếm muộn, ví dụ vậy. Nhân dân và dân dân nếu liệt kê ra thì còn nhiều, và các chị có thấy là yếu tố này rất là dễ để tìm không, đánh cái Google ra hết không, sách vở được ghi theo hướng này đúng không? Rồi nhưng mà hỏi ngược lại nè ha, cái mình hỏi cái người đó đó, vậy thì một người mà có kinh nguyệt ha, đều đẹp tốt thì được cái gì? Nếu có kinh nguyệt đều đẹp tốt thì được cái gì? Thì bắt đầu thấy mơ hồ không? Không rõ. Còn ta gặng hỏi hoài, sao kinh nguyệt đều đẹp tốt sao các chị? Sao các chị? Ngược dưới trên hỏi hoài. À, tức là không có rõ cái hình như ở phía trên. Kể ra cũng được, nhưng mà kể nó hơi mơ hồ. Nhưng mà khi kể ở phía trên thì nó kèm cho thông tin và năng lượng luôn. Ví dụ đau bụng nha, kinh nguyệt rối loạn em, cậu em nó đau lúc tối gần nó đau em ơi, cái mặt nó nhăn, nhìn cái mặt nhăn là dưới đau khỏi kể, là biểu hiện ra cả vật chất, thông tin và năng lượng rất là rõ về yếu tố của rối loạn. Nhưng mà yếu tố đều đẹp tốt hỏi được cái gì thì nó lại không rõ ràng về mặt thông tin lẫn năng lượng, và hiển nhiên vật chất nó cũng không rõ, đúng không? Các chị có thấy điều đó không? À, dạ. Cho nên chúng ta sẽ làm lớn ở phía dưới là thì kinh nguyệt đều đẹp tốt thì được cái gì? Chúng ta sẽ làm rõ đây, càng rõ hình cái chỗ này càng tốt. À, ví dụ một người phụ nữ mà có kinh nguyệt đều đẹp tốt thì cái đầu tiên dễ thấy nè, đó là da đẹp. Thứ hai là dáng xinh, ra dáng thiếu nữ liền, đẹp liền. À, vòng nào ra vòng đó, chứ không phải vòng nào như vòng đó. À, nhiều người phụ nữ rối loạn cái này cái chị biết ngực là một trong những cái chậm phát triển, cho nên ta hay nói vui trong xã hội á, người nào mà kinh nguyệt không đều, estrogen ít, ta còn gọi là người phụ nữ chung thủy, bởi đó là người phụ nữ trước sau như một, đằng trước đằng sau như nhau. Còn không rối loạn cái này cái nữa thì là gì, cái mình giống đòn bánh tét cái đó, nó có từng ngấn kia đó. Nó kể xong là hết tham luôn. Đó. Đó rồi gì nữa, nên là điều đẹp tốt thì da đẹp, dáng xinh. Cái thứ hai là tóc. Ồ, tóc đen lắm nha. Nếu mà anh ta tóc đen, dùng từ tóc đẹp đi, tại có số người
Da có màu khác, sắc tố sẽ khác, là tóc đẹp mượt chắc, mượt chắc khỏe vân vân. Rồi cái người mà kinh nguyệt đều đẹp tốt thì gì nữa? Xương khớp chắc khỏe. Xương khớp khỏe, linh hoạt. Đó, họ rất là linh hoạt, nhanh nhẹn. Rồi trong cái đặc tính về tinh thần thì những người này rất là vui vẻ, dù là tới ngày tới tháng vẫn vui vẻ hoạt bát bình thường, không có vấn đề. Đó, ăn ngon, ngủ ngon. À, rồi trong cái yếu tố về hôn nhân gia đình thì nếu kinh nguyệt đều đẹp tốt, đó là một trong những yếu tố có thể giúp cho hạnh phúc hơn, bởi vì nó góp phần vào một trong ba cái tiêu chí trong cái hôn nhân hòa hợp, đó chính là hòa hợp tình dục tốt hơn. Rồi đặc biệt thêm cái nữa là gì? Nếu mà đều đẹp tốt thì có cái sức hút giới tính. Sức hút giới tính trong tự nhiên thì các chị sẽ thấy cái này rõ, đó là nhiều động vật á, tới cái mùa sinh sản cái con cái sẽ tiết ra cái gì đó để thu hút con khác giới. Thì cái người phụ nữ mà kinh nguyệt đều đẹp tốt này nè, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều á, có cái sức hút lạ lắm nghe, có thể về mặt nhan sắc không vượt trội hơn người khác nghe, nhưng mà sức hút ngổ lắm. Nên có nhiều người phụ nữ, cái chị thấy là tới phụ nữ nhìn họ cũng còn mê còn ghiền. Hình dung ý này không ta? Đó, rồi còn nhiều lắm nha. Trời, một người phụ nữ mà kinh nguyệt đều á là gì? Móng rất đẹp nha. Móng tay, móng chân đẹp. Móng tay, móng chân đẹp, chắc khỏe nữa. Nên thường các anh chị dạch cái lưng của ông chồng ra thấy móng tay không á là biết vợ ông kinh nguyệt đều. Tại móng tay chắc. Rồi còn nhiều lắm nghe, liệt kê rõ ra đó. Rồi vậy thì theo các anh chị nè, liên chính nội tâm lên chỗ này. Liên chính nội tâm lên chỗ này, đó là cả nhà mong muốn liên chính nội tâm của mình ha. Đó là mình muốn ở phía dưới hay mình muốn ở phía trên theo cái đồ hình này, muốn được cái nào, muốn được cái trên hay không được dưới, hỏi thiệt á. Liên chính nội tâm này thì đều biết là muốn đạt ở dưới, nhưng mà liên chính nội tâm lần nữa nè, vậy thì mình biết ở trên hay dưới nhiều. Rồi bắt đầu thấy ngược chưa? Muốn thì muốn ở dưới mà biết thì biết ở trên. Vậy ta nói phụ nữ phức tạp là vậy đó thấy không? Rồi cho nên là nhiệm vụ của mình rất đơn giản, là làm sao cái biết và cái muốn nó tương đồng là xong. Hồi xưa tới giờ mình biết ở trên thì chấp nhận cái không có vấn đề, nhưng mà từ ngày mình làm rõ ra cái này, cái tự nhiên cái biết mình dịch chuyển xuống dưới à. Và nếu như ở phía dưới này càng làm rõ, càng làm rõ, càng làm rõ hơn nữa, làm rõ nhiều hơn, rõ hình ra, rõ khái niệm ra, thì ngay cái thời điểm này có phải là ngay tích tắc này tự nhiên các chị đã tự hỏi một cho mình luôn, tự đặt ra một cái nghi vấn cho mình luôn. Nếu mà làm rõ cái yếu tố này, cái tự nhiên cái mình hỏi, ủa vậy làm gì, làm sao cho kinh nguyệt đều đẹp tốt ta, có phải là tự mình bật ra luôn không, có phải tự mình thốt ra cái nghi vấn nó luôn cho mình không, vậy làm sao kinh nguyệt đều đẹp tốt ta. Nhưng mà nếu mình không rõ hình ở phía dưới mà mình rõ hình ở phía trên, mình biết ở trên nhiều, thì ngay cái thời điểm đó mình sẽ hỏi là gì? Em có biết chỗ nào có ông bác sĩ nào cũng chữa rối loạn nội tiết không, em có biết chỗ nào bán thuốc rối loạn kinh nguyệt không, em có biết bệnh viện nào chuyên này không em?
Đúng vậy không? Đúng giờ, đúng giờ. Vậy thì thời điểm này nè, nếu nhà của anh chị mà có con gái mà con nó biết điều này thì sao? Có chờ đợi bất ổn rồi đi điều trị không? Hay là hàng ngày nó sẽ hỏi, vậy thì làm gì kinh nguyệt đều đẹp tốt mẹ? Làm gì kinh nguyệt đều đẹp tốt gì ba? Thì ngay từ giây phút đó chúng ta đã thấy sức khỏe và nội tiết tố của con chúng ta nó đã khá hơn đa số người. Đúng vậy không? Đúng chưa? Dạ. Đó, nên nhiệm vụ của chúng ta sẽ đã làm lớn ở phía dưới này trong xuyên suốt lộ trình này. Đó, nó là giống như chị Nguyệt Đỗ nhắn lúc nãy đó, tức là mình sẽ đưa ánh sáng vào. Mình sẽ dùng cái ngôn ngữ kiến tạo hình ảnh lại để cho xã hội bắt đầu điều chỉnh lại cái à, và có bối cảnh là thông qua lớp học này chúng ta cùng nhau làm cái đó. Dạ. Rồi, tới đây. Cả nhà bắt đầu hình dung được lộ trình của chúng ta đúng không? Dạ. Nên hành trình này là chúng ta sẽ cùng nhau làm cái đó. Nó là một lộ trình. Nó là một lộ trình. Và sau khi kết thúc rồi thì hành trình còn lại là các anh chị phải tự bước thôi. Không ai bước thay mình cả. Dạ. Bí quyết làm cho tóc đen. À. Sao không làm cho tóc đẹp luôn cho nó khỏe. Đen là một trong những tiêu chí. Rồi người ta tóc, ta tóc hung cũng là tóc, người ta tóc vàng cũng là kiểu làm đen á. Dạ. Tóc đẹp, chắc khỏe. Làm rõ khái niệm nguồn đó. Còn nếu hỏi bí quyết là tóc đen đơn giản, dạ ra cửa quẹo trái 20.000 nhộm. Là nhanh nhất chứ sao. Dạ. Rồi. À, mấy ngày tiếp theo mình sẽ cùng nhau làm rõ cái niệm nguồn. Dạ. Bởi vì tính tới hiện tại á, chúng ta có rất nhiều cái khái niệm nguồn liên quan tới sức khỏe. Và những khái niệm nguồn đó tính tới hiện tại nó sẽ nằm trong bốn cái hệ quy chiếu cơ bản nền tảng trong sức khỏe. Đó là chính là hệ quy chiếu của Tây y, hệ quy chiếu của Đông y, hệ quy chiếu của dinh dưỡng học và hệ quy chiếu của dân gian. Nên xuyên suốt lộ trình này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ các khái niệm nguồn ở bốn hệ quy chiếu này ở mức độ cho phép. Rồi từ đó chúng ta sẽ làm lớn lên. Để sau khi mà có vấn nạn nào đó vừa phát sinh cái thôi thì ngay thời điểm đó các chị cũng sẽ biết là chúng ta cần làm gì. Cần làm gì. Và cần ứng dụng hệ quy chiếu nào. Và ngay cái thời điểm đó chúng ta cũng sẽ bỏ đi cái sự gì? Phân biệt, so sánh hơn thua. Chúng ta sẽ không nói là Đông y nó thua hay là hơn Tây y. Mình cũng không nói là Tây hơn hay là thua Đông y. Và tương tự với các hệ quy chiếu khác. Mà thời điểm đó chúng ta chỉ có thể nói là tôi muốn khỏe thì tôi dùng cái này. Rồi trong quá trình bất ổn thì tôi ưu tiên cái này. Rồi sau khi về nhà tôi làm cái này. Kịp kịp không ta? Dạ. Nên nghi vấn đầu tiên của các anh chị trong ngày đầu tiên này, đó là các anh chị nghi vấn giùm Vũ. À, cái nghi vấn đầu tiên này thì các anh chị đã được giao lưu trong lớp nội tâm rồi. Đó chính là các anh chị nghiên cứu lại về tự nghi vấn làm rõ. Vậy thì hàng ngày nè, yếu tố tinh thần thì làm sao để khỏe ta? Yếu tố thể chất thì làm sao để khỏe ta? Yếu tố xã hội thì làm sao để khỏe ta? Đó, thì trong những ngày tới chúng ta sẽ xoay quanh ba nội dung này. À, để mình hiểu hơn về cơ thể của mình. Dạ. Nên cái này là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe. À, cái tên của lộ trình chúng ta cùng nhau giao lưu đó. À, đó là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe chứ không phải là học kiến thức về sức khỏe đơn thuần. Dạ. Ngày đầu tiên cho nên là chúng ta giao lưu nhẹ nhàng vậy thôi. Để chúng ta hiểu về bức tranh tổng quát một chút. Rồi những ngày tiếp theo chúng ta sẽ làm rõ.
Dạ. Chúng ta sẽ làm rõ trong những ngày tiếp theo. Chúng ta cùng nhau có thêm 14 buổi nữa. Hôm nay là buổi thứ nhất, còn 14 buổi. À, thì những cái nghi vấn của các anh chị đã hỏi trên khung chat đó, những nghi vấn nào mà Vũ chưa trả lời, các anh chị cứ giữ đó nha. Các anh chị cứ giữ đó. Rồi những ngày tiếp theo, cái chúng ta huân tập thêm cái điểm nguồn có lợi á. Cái thời điểm đó, cái mình huân tập xong rồi, mình coi lại. Vậy thì mình đã giải được cái nghi vấn đó chưa? Nếu mà chưa thì tới cái học phần về tư duy á, tư duy sức khỏe. À, còn lộ trình này thì nâng nâng tầm nhận thức á, thì mỗi một buổi như vậy chúng ta nâng nhận thức một chút. Dạ. Rồi tới cái ngày cuối cùng là cái ngày chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp ở mức độ cho phép. Còn chưa được nữa thì mình không tập tiếp thôi chứ không gì. Dạ. À, ngày mai thì các anh chị vào giao lưu với thầy Phương trước khoảng 30 phút. Có thể cùng giao lưu với thầy Vương về bài học tâm đắc ngộ ra, à, để cho cả nhà chúng ta có thể có thêm cái thông tin thêm một lần nữa. Được, biết đâu là cái phần chia sẻ của mình cũng giúp cho các anh chị học tập nâng nhận thức luôn ngay bối cảnh đó. Dạ. Rồi sau đó cái đúng 2 giờ cái chúng ta cùng giao lưu cái thông tin tiếp theo, nội dung tiếp theo. Dạ. Video thì các anh chị có thể xem lại trên một là Quýt Dali. Dạ. Hai là các anh chị xem trên kênh thông tin Telegram của ban tổ chức, của tổ chức đào tạo Quýt. Ở trên đó sẽ có up lên hàng ngày. Sau khi kết thúc chiều nay thì tối nay các anh chị IT trễ nhất là sáng mai sẽ up lên thông tin đó, bao gồm tất cả những gì mà Vũ viết nãy giờ. Dạ. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Biết ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, em cảm ơn thầy, biết ơn thầy Vũ. Hẹn gặp Dạ, thầy và cả nhà vào ngày mai. Dạ, Dạ, em cảm ơn thầy. Biết ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cả nhà.